MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến thần bất tử tập 138. Một nhóm người này, cơ hồ mỗi cái cũng có thể coi là trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng mà bọn họ người lãnh đạo, nhưng là Diệp Trần. Một đám người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lại miệng hơi cười. Hướng về phía một bên kiếm thần Diệp điên cuồng đảo, tất nhiên tiền bối vừa vặn ở vào nơi đây, vậy chuyện này, chỉ sợ cũng phải làm phiền tiền bối. Ta liền biết, ngươi tiểu tử này vừa về đến cũng không có cái gì chuyện tốt. Diệp cuồng lắc đầu, thần sắc buông lỏng nói, tốt à, ai bảo ta vừa vặn đụng vào cửa, chuyện này liền giao cho ta tốt. Diệp Trần cùng Diệp cuồng ở giữa đối thoại, nghe bốn phía mọi người đều là mặt mũi tràn đầy mê mang. Diệp Trần cũng không giải thích nhiều. Mà là nhường đám người an tâm chớ vội, chờ một hồi, tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. Đi ra chiếc thuyền này hạm, Diệp Trần đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, bao quát Tiêu Huyền Quang cùng Công Tôn Thế ra đám người, dặn dò đám người vài câu, lập tức, hắn mang theo đám người đằng không mà lên, thật cao bay đến trên bầu trời. Phía dưới trên mặt biển, chỉ còn lại có kiếm thần Diệp điên cuồng một người. Diệp Trần bọn người bay đến đầy đủ độ phía sau. Diệp Trần mới quay người hướng về phía dưới Diệp Cuồng đạo tiền bối, có thể bắt đầu. Diệp Cuồng thần sắc, tại lúc này lập tức ngưng trọng mấy phần, một cổ vô hình lực áp bách, ở trên người hắn chợt bốc lên, đồng thời, từng đạo lăng lệ kiếm quang, từ Diệp Cuồng trên thân bắn ra bốn phía mà ra. Những thứ này lăng lệ kiếm quang trên không trung bắn nhanh phút chốc, đột nhiên hóa thành từng cây kình thiên chi trụ, thẳng đâm vào phía dưới mặt biển. Rất nhanh, ở mảnh này trong hải vực, xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm cây lớn cây cột một mặt, sâu đậm đâm vào đáy biển, cây cột một chỗ khác, thì cơ hồ cùng mặt biển ngang hàng. Ngưng! Theo Diệp Cuồng trong miệng quát chói tai một tiếng, tại những này cây cột bốn phía, từng đoàn nham thạch bùn đất, vô căn cứ sinh ra, ào ào rơi vào phía dưới trong nước biển, những thứ này nham thạch bùn đất lấy cái kia duy nhất một khối đá ngầm làm hạch tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn đi qua. Rất nhanh! Một khối mấy trượng lớn nhỏ sáu mà, ở nơi này khối đá ngầm bốn phía sinh ra, hơn nữa khối này sáu mà, vẫn đang không ngừng biến lớn. Theo sáu mà một chút tăng lớn, ở nơi này khối sáu trên mặt đất phương, rất nhiều bùn đất nham thạch tụ tập, tạo thành một tòa kiểu dáng đặc biệt kiến trúc. Đây là hư không tạo vật. Hải vực bầu trời, mọi người thấy mắt kinh ngây mồm, Tiêu Huyền Quang ngơ ngác nhìn phút chốc, đột nhiên trong miệng cả kinh kêu lên. Hư không tạo vật, Tiêu Tông Chủ. Đây là cái gì? Công Tôn Bằng ở vào một bên, hiếu kỳ dò hỏi. Tiêu Huyền Quang trầm ngâm phá án có thể, chậm rãi giải thích nói cái gọi là hư không tạo vật, chính là chỉ thần đạo cường giả một loại năng lực, tu vi đạt đến thần cấp, ngoại trừ cần nắm giữ một môn pháp tắc bên ngoài, chủ yếu hơn chính là, võ giả đối với thiên địa vạn vật, đã hiểu được một cái loại cực kỳ khắc sâu tình cảnh, mỗi một kiện vật phẩm, trong mắt bọn hắn, thậm chí đều có thể bị phân giải trở thành cơ bản nhất hạt. Thần đạo cường giả có thể đem một kiện vật phẩm đánh tan trở thành cơ bản nhất hạt, để cho hoàn toàn biến mất, thế nhưng là cũng có thể vô căn cứ ngưng kết hạt, làm cho những này hạt tổ kiến thành đủ loại vật phẩm, đây chính là hư không tạo vật. Cái này hư không tạo vật thần kỳ như vậy, cái kia thần đạo cường giả chẳng lẽ không phải muốn cái gì liền có thể muốn cái gì, chỉ cần lợi dụng hư không tạo vật ngưng kết ra liền có thể. Bốn phía, lại có người dò hỏi. Vấn đề này, đích xác rất khó giải thích. Nhưng mà Tiêu Huyền Huyền Quang lộ ra đối với mấy cái này vấn đề cũng không lạ lẫm, cho nên vẫn như cũ ngữ khí mười phần, giải thích nói, hư không tạo vật mặc dù thần kỳ, thế nhưng là cũng không phải là không gì làm không được, thế gian này vật thể, càng là chân quý kỳ lạ, nội bộ hạt cấu thành, cũng liền càng là đặc biệt, lấy thần đạo võ giả năng lực, căn bản không có khả năng đem các loại hạt gây dựng lại. Hư không tạo vật một chiêu này, cũng liền có thể ngưng kết ra một chút đơn giản nhất đồ vật, giống như là kiếm thần tiền bối như bây giờ. Vẹn vẹn chỉ là hư không sáng tạo một chút đất đá mà thôi. Đám người nghe vậy, trong lòng vừa mới hiện ra kích động, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Cái này hư không tạo vật năng lực, nghe vào rất đáng sợ, nhưng mà trên thực tế, nhưng chỉ là gân gà mà thôi. Tiêu Huyền Quang giảng giải, nhường bốn phía mọi người nhất thời bừng tỉnh. Liền Diệp Trần, cũng không nhịn được nhìn nhiều Tiêu Huyền Quang một mắt, Tiêu Huyền Quang mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà cái này kiến giải cũng không kém, những lời này, hơn phân nửa là hắn từ Hoàng Nhan bọn người trong miệng đã nghe qua. Dưới mắt Diệp Cuồng thi triển, chính là hư không tạo vật thủ đoạn. Thần đạo võ giả ba cái cấp độ, hư thần, huyền thần,
tổ thần, chỉ cần đạt đến hư thần cảnh giới, cũng đủ để nắm giữ loại này hư không tạo vật thủ đoạn. Diệp Trần sở dĩ có can đảm hướng đám người hứa hẹn, trong vòng 3 tháng thiết lập thế gia, về căn bản nguyên nhân, chính là điểm này. Đối với thần đạo cường giả mà nói, vẹn vẹn chỉ là tu kiến một chút kiến trúc, cũng không tính cái gì. Kỳ thực, am hiểu nhất hư không tạo vật thần đạo cường giả, hẳn là những cái kia lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ thần đạo cường giả. Kiếm thần Diệp điên cuồng mặc dù cảnh giới đã đạt đến hư thần đỉnh phong, nhưng mà hắn lĩnh ngộ pháp tắc, lại lớn đều cùng kiếm đạo pháp tắc có liên quan. Bởi vậy, Diệp cuồng ngưng kết những thứ này sáu mà cùng kiến trúc, kỳ thực cũng tương đương phí sức. Diệp cuồng liên tục bận rộn 2 ngày thời gian, mọi người phía dưới, cuối cùng xuất hiện một khối chiếm diện tích cực lớn sáu mà, hơn nữa ở nơi này khối sáu trên mặt đất, một tòa quy mô to lớn thế gia trang viên, bỗng nhiên ở vào trong đó. Đã vậy còn quá nhanh ngay tại trong hải vực kiến tạo ra như thế một tòa thần kỳ trang viên, thần đạo cường giả thực lực quả nhiên đáng sợ. Lần này Diệp cuồng thi triển hư không tạo vật thủ đoạn, xem như triệt để kinh hãi yến tu bọn người, để bọn hắn trong lòng một hồi khiếp sợ đồng thời, cũng bắt đầu sinh ra một loại trước nay chưa có sốt ruột tâm lý, muốn mau sớm đột phá cảnh giới, đạt đến thần đạo cảnh giới. Bất quá, trong lòng mọi người cũng biết, đột phá thần đạo cảnh giới, tuyệt không đơn giản, bằng không mà nói, chân linh thế giới thần đạo cường giả, số lượng cũng sẽ không như vậy hiếm hoi. Yến tu bọn người mặc dù lớn đều xem như thiên chi kiêu tử, nhưng mà ngay trong bọn họ cụ thể ai có thể đột phá thần đạo cảnh giới, bây giờ căn bản không có người có thể cam đoan. Đang lúc mọi người thổn thức thanh âm bên trong, một đám người rơi xuống từ trên không, rơi xuống phía dưới trong trạch viện. Tòa này trạch viện, nhà cửa, chính là dựa theo Diệp Trần ý nguyện tu kiến mà thành, trong đó thậm chí có rất nhiều Diệp Trần quen thuộc kiến trúc. Chung quy là hoàn thành mục đích, Diệp Trần, tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là mệt chết ta. Theo một tiếng thoáng có chút không đủ hơi âm thanh, kiếm thần Diệp điên cuồng thân ảnh, xuất hiện ở đám người bốn phía. Mặc dù thần đạo võ giả phần lớn có thể làm đến hư không tạo vật, thế nhưng là ngạnh sinh sinh dùng hư không tạo vật một chiêu này, sáng tạo ra dạng này một mảng lớn sáu mà, vẫn làm cho kiếm thần Diệp điên cuồng tiêu hao rất nhiều, cả người giống như hư thoát đồng dạng, liền nói chuyện cũng có khí bất lực. Tiền bối, ta chỗ này có một khỏa linh dược, vừa vặn có thể nhường tiền bối bổ sung một chút mất đi tinh lực. Diệp Trần thấy vậy, lập tức lấy ra một cái bình sứ, đem bình sứ đưa cho trước mặt Diệp cuồng. Quét sạch dương thần tộc bảo khố, bây giờ Diệp Trần trên người đủ loại linh dược, số lượng rất nhiều, giống như là loại này khôi phục tinh lực linh dược, Diệp Trần căn bản vốn không coi ra gì. Diệp cuồng vốn là đối với cái này bình sứ, cũng không thèm để ý, cho nên tiện tay đem bình sứ nhận vào tay, tiếp đó một ngụm nuốt xuống. À, đây là dương huyết thần đan, là trị thương thần dược, đã biến mất rồi thời gian rất lâu, tiểu tử ngươi vậy mà trong tay có dạng này thần dược. Diệp cuồng trên dưới quét mắt Diệp Trần, ánh mắt lộ ra 10 phần biểu tình khiếp sợ. Cái này dương huyết thần đan, liền hắn đều không có chỗ đem tới tay, bây giờ Diệp Trần trong tay lại có loại này thần dược, hắn đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Diệp Trần rõ ràng không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, cho nên cười hắc hắc nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Nói xong, Diệp Trần dẫn đầu, trực tiếp đi vào trước mặt trong trang viên. Tòa này lợi dụng hư không tạo vật thủ đoạn sáng tạo ra trang viên, nội bộ cách cục hoàn toàn là dựa theo Diệp Trần suy nghĩ. Đi vào trong trang viên, đám người có thể nhìn thấy, trang viên các nơi sinh trưởng mảng lớn úc úc thông thông thực vật, khiến cho mảnh này trang viên nhìn qua không còn đơn điệu, rất có cách cục. Thần đạo cường giả hư không tạo vật thủ đoạn, thậm chí ngay cả thực vật đều có thể sáng tạo ra, cái này, nhường trong lòng mọi người lần nữa khiếp sợ không thôi. Liền Diệp Trần, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc, chính là kiếm thần Diệp cuồng thực lực. Thân là hư thần đỉnh phong cường giả, Diệp cuồng đối với thế giới bản chất hiểu rõ, hiển nhiên đã đến rồi một cái cực kỳ khắc sâu cấp độ, cho nên mới có thể liền những thứ này đơn giản thực vật đều có thể hư không sáng tạo ra. Đám người vòng quanh tòa trang viên này đi một vòng, hiện bên trong trang viên hết thảy, 10 phần hoàn thiện, chỉ cần đem một chút sinh hoạt vật tư vận đến ở đây, đám người lập tức có thể ở vào ở đây sinh hoạt. Mà những cuộc sống kia vật tư, trong khoảng thời gian gần đây, yến tu bọn người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, một đám người lần nữa bận rộn, bắt đầu bố trí tòa này mới tinh trang viên, kế tiếp thời gian bên trong, ở đây, chính là bọn họ nhà. Trăng sáng trên không, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm bắt đầu buông xuống. Ở vào trang viên vị trí hạch tâm bên trong cung điện kia, hào quang sáng tỏ từ trong đó truyền ra.
Ở tòa này trong đại điện, Diệp Trần cùng Yến Tu bọn người, bỗng nhiên tất cả đều ở vào nơi đây. Diệp Trần, vì cái gì thời gian này đem chúng ta triệu tập đến cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi còn có khác sự tình? Ánh mắt của mọi người nhìn xem ở vào trong đại điện Diệp Trần, bao quát một mặt lười nhác bộ dáng ngồi ở một bên kiếm thần Diệp Cuồng, cũng là như thế. Đương nhiên là có sự tình khác. Diệp Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười, đạo các ngươi phía trước không phải đã từng hỏi ta, vì cái gì nhất định muốn tại thần tuyền hải vực kiến tạo thế gia, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án, các ngươi đi theo ta. Diệp Trần mang theo đám người đi ra tòa đại điện này, đi tới bên trong trang viên một tòa ao nước trước mặt. Tòa này ao nước, nhìn qua giống như là tòa trang viên này vật phẩm trang sức, phía dưới chạm chỗ, có thể trực tiếp nhìn thấy ám hải nước biển. Đi tới bên cạnh ao, Diệp Trần thân ảnh nhoáng một cái, không chút do dự, trực tiếp nhảy vào tòa này trong ao. Đi theo Diệp Trần sau lưng Diệp Giao bọn người, mặc dù mặt mũi tràn đầy mê hoặc, thế nhưng là cũng theo sát lấy nhảy xuống, bọn hắn đã đoán được, kế tiếp, Diệp Trần khẳng định muốn thông báo cho bọn hắn một bí mật lớn. Thần Tuyền Hải vực trên mặt biển, đã bị Thái Huyền Quang Hằng trận bao phủ, chấn áp lại trong nước biển sát khí, nhưng mà nước biển này bên trong, lại vẫn sát khí mãnh liệt. Yến Tu bọn người thực lực không đủ, mới vừa tiến vào nước biển, lập tức cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương cảm giác truyền đến, thân thể vậy mà bắt đầu biến mất cảm giác. Tiền bối, xin giúp ta bảo vệ đại gia, Diệp Trần thanh âm tại lúc này vang lên. Diệp Trần cùng kiếm thần Diệp Cuồng đồng thời ra tay, một trái một phải, thả ra một cỗ pháp tắc sức mạnh, đem mọi người toàn bộ che chở ở giữa, bài xích bốn phía nước biển. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Diệp Cuồng trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ thần sắc, hỏi thăm Diệp Trần đạo. Hắn thân là thần đạo cường giả, thế giới này, có thể hấp dẫn hắn đồ vật đã không nhiều, cho nên đối với Diệp Trần sắp cáo chi mọi người cái gọi là đại bí mật, Diệp Cuồng bản thân kỳ thực cũng không phải quá để ý. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Trần lại dặn đi dặn lại, nhưng hắn nhất định muốn cùng một chỗ tới, Diệp Cuồng lúc này mới cùng đi theo đến nơi này nước biển phía dưới. Bất quá đến rồi bây giờ, hắn cũng hết sức tò mò, Diệp Trần mang mọi người đi tới ám hải trong nước biển, đến cùng muốn làm gì? Diệp Trần cũng không trả lời Diệp Cuồng, ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng, khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra vui mừng. Tìm được, chính là chỗ này. Ông một tiếng, Diệp Trần trên người 12 mai thượng cổ đồ đằng, đột nhiên đi ra một cỗ rung động, theo cỗ này rung động, Diệp Trần trước mặt nước biển, bị đột ngột bài xích đến một bên, tại Diệp Trần trước mặt tạo thành một mảnh không có nước biển không gian. Mà phiến không gian trung ương, bỗng nhiên có vỗ một cái gần trượng lớn nhỏ cánh cửa ánh sáng. Diệp Trần mang theo đám người, tiến vào tấm này quang môn. Cảnh sắc đột ngột chuyển đổi, đám người xuất hiện ở thánh tộc di tích, tòa kia tần phủ cửa chính. Tần phủ, ở đây chẳng lẽ là một chỗ thánh tộc di tích? Thân là thần đạo cường giả Diệp Cuồng, trước hết nhất phản ứng lại. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, Diệp Trần bản thân, chính là thánh tộc quân vương. Kế thừa chính là thánh tộc tại chân linh thế giới truyền thừa, cho nên có thể đủ hiện những thứ này thánh tộc di tích lời nói, căn bản không chút nào kỳ quái. Tiền bối nói không sai, ở đây chính là một chỗ thánh tộc di tích, kế tiếp, ta muốn nhường chư vị ở chỗ này thật tốt tu hành. Diệp Trần gật đầu một cái, đúng sự thật nói. Nhường đám người tiến vào cái này tần phủ bên trong, mượn nhờ phủ đệ chỗ sâu, cái kia tám bước bước hòa tới tu hành, đây chính là Diệp Trần ngay từ đầu kế hoạch. Cái kia tám bước bức họa bên trong, ngoại trừ ẩn chứa một đạo tần thích này khí tức bên ngoài, còn cất giấu rất nhiều thần đạo võ kỹ, Diệp Giao đám người thiên tư phần lớn cực cao, có những tư nguyên này, bọn họ tu hành độ tuyệt đối sẽ so trước đó mau hơn rất nhiều. Bất quá, ở đây chính là tần thích thiên bố trí ra phủ đệ, không phải thánh tộc tộc nhân, muốn đi vào nơi đây, vẫn cực kỳ khó khăn, nhất thiết phải Diệp Trần sớm làm ra an bài mới có thể. Bây giờ Diệp Trần đã đem trong cơ thể 12 mai thượng cổ đồ đằng kích hoạt lên 11 mai, đồ đằng sức mạnh, cơ hồ đã hoàn toàn bị Diệp Trần nắm giữ. Mượn nhờ những thứ này thượng cổ đồ đằng sức mạnh, Diệp Trần rất nhẹ nhàng thì càng sửa lại trong tòa phủ đệ này quy tắc, nhưng Diệp Giao mấy người cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào nơi đây. Mang theo mọi người đi tới treo cái kia 8 bước vẽ phòng vẽ tranh bên trong, Diệp Trần đem các loại bức họa tác dụng, cáo chi đám người. Mặc dù những bức họa này vô cùng chân quý, nhưng mà bây giờ ở vào người nơi này, cũng là đáng giá Diệp Trần người tín nhiệm, cho nên Diệp Trần cũng không ngại hướng đám người chia sẻ những vật này. Vẫn còn có loại này thần kỳ phương, ta đi vào trước xem. Nghe xong Diệp Trần giới thiệu, thần sắc phấn chấn Lâm Quan Kỳ, lựa chọn một bước chân dung, thứ nhất tiến nhập bức họa bên trong.
Đứng tại bức họa nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ, ở nơi này uống như bức họa bên trong, nhiều hơn Lâm Quan Kỳ thân ảnh. Diệp Trần, ta cũng vào xem. Diệp Cuồng cười một tiếng, đồng dạng bước vào bức tranh này bên trong, hắn làm người tiêu sái, biết Diệp Trần tất nhiên mang theo hắn đến chỗ này, chắc chắn không ngại hắn biết được những thứ này, bởi vậy căn bản không có cùng Diệp Trần khách khí cái gì. Có Lâm Quan Kỳ cùng Diệp Cuồng hai người làm tấm gương, Diệp Giao mấy người cũng từng cái tiến vào trong bức tranh, bắt đầu cảm thụ bức họa này nội bộ thế giới thần kỳ, huyền diệu. Cùng ban đầu Diệp Trần một dạng, bọn hắn hơi cảm ứng một chút bức họa không gian kỳ lạ, lập tức sa vào ở trong đó. Liền thân là thần đạo võ giả Diệp Cuồng, cũng giống như thế. Chân linh thế giới thần cấp võ kỹ, cấp độ phổ biến quá thấp, liền xem như Diệp Cuồng, tu luyện kiếm đạo cũng đồng dạng không tính quá mạnh, nhiều lắm là có thể nhường pháp tắc của hắn dao động tăng lên tới 4 lần lực lượng pháp tắc trình độ. Mà lúc này bức họa này giống trong thế giới, lại cất giấu rất nhiều có thể nhường thần đạo võ giả pháp tắc dao động, tăng lên tới gấp 6 lần, gấp 7 thậm chí gấp 10 lần đáng sợ võ kỹ. Những vũ kỹ này, đối với một tôn thần đạo võ giả mà nói, trọng yếu vô cùng. Diệp Cuồng tại kiến thức cái này rất nhiều kiếm đạo võ kỹ sau đó nhìn, thậm chí sinh ra một loại cảm giác, nếu là hắn đem nơi này kiếm đạo võ kỹ lĩnh ngộ hơn mấy loại, vô cùng có khả năng có thể đột phá dưới mắt cảnh giới, từ hư thần cảnh, tấn thăng đến huyền thần cảnh. Cho nên, Diệp Cuồng khi tiến vào bức họa này thế giới sau đó, phân ra một bộ phận tinh thần, cùng Diệp Trần trao đổi phút chốc, lập tức đem toàn bộ tinh lực, chuyển tới trên tu hành. Không chỉ là Diệp Cuồng, Diệp Giao mấy người cũng là như thế. Trần nhận được loại này đất lành để tu hành, khiến cho bọn hắn triệt để trầm mê, căn bản không lo được làm sự tình khác. Tám bức bức họa bên trong, bây giờ đã nhiều hơn 10 đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh khắc họa đang vẽ giống bên trên, giống như là nguyên bản là ở vào bức họa này bên trên đồng dạng. Diệp Trần nhìn chằm chằm những bức họa này nhìn phút chốc, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, lắc đầu, rời đi nơi đây. Bức họa này không gian mặc dù kỳ lạ, nhưng mà Diệp Trần cũng tại trong đó tu hành qua, cho nên trong thời gian ngắn, cũng không tính lần nữa tiến vào bên trong. Hơn nữa hắn lần này đi tới Dương Hoa Đại 6 một nhóm, không những đem trong cơ thể thánh dê đồ đằng hoàn toàn kích hoạt, tự thân cảnh giới, càng là đã đột phá thánh đạo cửu trọng thiên cảnh giới. Dưới mắt, đối với Diệp Trần mà nói, quan trọng nhất là đem dưới mắt cảnh giới vững chắc xuống, chỉ cần có thể làm đến điểm ấy, thực lực của hắn, tự nhiên là sẽ tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Trần cảnh giới tấn thăng, hắn đối pháp thì cảm ngộ, cũng sẽ tùy theo đề thăng rất nhiều, pháp tắc cảm ngộ càng sâu, nhượng Diệp Trần kiếm đạo cảnh giới, đồng dạng sẽ nhảy lên rất nhiều, Diệp Trần vừa vặn mượn cơ hội này, xung kích kiếm điển cảnh giới cao hơn. Diệp Trần, ngươi tất nhiên nhường nhiều người như vậy tất cả đều tới chỗ này tu hành, chẳng bằng đem thế giới thần thụ cũng lấy ra, để bọn hắn hấp thu thế giới thần thụ khí tức, chuyện này đối với bọn hắn tu hành chỗ tốt lớn hơn nữa. Diệp Trần đang suy tư, Niếp Chấn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Thế giới thần thụ mặc dù dưới mắt chỉ là một gốc mầm non, nhưng mà tản ra khí tức, cũng rất là thần kỳ, võ giả hấp thu cố khí tức này, có thể làm cho võ giả càng thêm rõ ràng cảm ngộ đến pháp tắc. Vốn là, nửa bước thần đạo võ giả, tại chân linh thế giới 10 phần hiếm có. Nhưng mà bây giờ Diệp Trần nếu là lấy ra thế giới thần thụ, đặt ở nơi đây, tùy ý mọi người tại thế giới thần thụ bên cạnh lĩnh hội tu hành, lấy Diệp Giao đám người thiên tư, nói không chừng, ngay trong bọn họ phần lớn người, cũng có thể đạt đến nửa bước thần đạo cảnh giới. Lấy ra thế giới thần thụ, nhưng đám người mượn nhờ thế giới thần thụ tu hành, điểm ấy Diệp Trần cũng không phải là không có nghĩ qua. Bây giờ bị Niếp Chấn nhắc lên, Diệp Trần càng là cẩn thận suy nghĩ một lần, cuối cùng, hắn lại lắc đầu nói, không được. Dưới mắt ta căn bản là không có cách khống chế lại thế giới thần thụ, lấy cái này khỏa thế giới thần thụ kỳ lạ, e là cho dù là Diệp Cuồng tiền bối, cũng không cách nào dễ dàng đem khống chế lại, loại tình huống này, ta nếu là lấy ra thế giới thần thụ, rất có thể sẽ sinh ra cái khác biến cố. Nếu là ta vẫn ở nơi này, lấy ra thế giới thần thụ còn có thể, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này, ta dự định ra ngoài một chuyến, cho nên càng thêm không thể đem Yggdrasil lấy ra. Diệp Trần đem chính mình lo lắng toàn bộ nói ra. Thế giới thần thụ cố nhiên là một kiện chí bảo, nhưng mà Dương thần tộc bảo khố một nhóm, lại nhượng Diệp Trần thấy được thế giới thần thụ cuồng bảo. Lấy thế giới thần thụ không có gì không thôn phệ đặc tính, thật đưa nó bỏ ở nơi này, e rằng chờ Diệp Trần trở về thời điểm, nơi này hết thảy, bao quát cái kia tám bước hình ảnh, tất cả đều sẽ trở thành thế giới thần thụ đồ ăn. Niếp Chấn hiếu kỳ nói, Diệp Trần, ngươi dự định ly khai nơi này.
Ngươi mới vừa trở lại, hơn nữa khoảng cách sau 3 tháng ngươi sáng tạo thế gia, đã chỉ còn lại có 2 tháng, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi chẳng lẽ lại có khác dự định? Đối với hôm nay Diệp Trần mà nói, lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là lưu tại nơi này, tiếp tục củng cố cảnh giới. Liền Niếp Trấn cũng cho là Diệp Trần trở về sau đó, sẽ một mực lưu tại nơi này tu hành, lại không nghĩ Diệp Trần đã vậy còn quá mau đánh tính toán trực tiếp rời đi nơi đây, đương nhiên nhường Niếp Trấn cảm thấy rất là tò mò, không biết Diệp Trần lại có tính toán gì khác. Diệp Trần trên mặt đã lộ ra mấy phần khó che giấu phấn chấn thần sắc, hít sâu một hơi, đạo có một việc, ta đã chờ không nổi 2 tháng sau đi làm, nhất thiết phải bây giờ đi đem việc này hoàn thành, bất quá trước đó, ta sẽ trước tiên lưu tại nơi này 2 ngày. Diệp Trần ngữ khí rất nặng nề, rõ ràng việc hắn muốn làm, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, Niếp Trấn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là cũng không kiên trì hỏi thăm nữa. Trong thời gian 2 ngày sau, Diệp Trần một mực ở lại đây Tần phủ bên trong, củng cố cảnh giới, tu hành kiếm pháp. Cảnh giới của hắn, đã triệt để củng cố ở thánh đạo cửu trọng thiên, 2 ngày tu hành, nhưng kiếm đạo của hắn tu vi, lần nữa tăng lên rất nhiều, đạt đến kiếm đạo lục trọng thiên tình cảnh. Lúc này, Diệp Trần thực lực, đã đạt đến tầng 11 lực lượng pháp tắc trình độ. Lại thêm Diệp Trần trong cơ thể di thỏ đồ đằng cùng thánh dê đồ đằng không ngừng phóng thích ra pháp tắc sức mạnh che chở, nếu là Diệp Trần lần nữa đụng tới Ngạo Dương Thần, hắn có lòng tin cùng Ngạo Dương Thần liều cái lưỡng bại câu thương. Là thời điểm rời đi chỗ này, 2 ngày sau, Diệp Trần bỗng nhiên đứng lên, đi ra tòa này thánh tộc di tích. Từ nước biển phía dưới chui ra, Diệp Trần đem bên trong trang viên những người khác, triệu tập đến cùng một chỗ. Bây giờ tòa trang viên này bên trong, thiếu đi Yến Tu bọn người, những người còn lại, phần lớn là Công Tôn Thế Gia nhân, Công Tôn Bằng bọn người, mặc dù hiếu kỳ Diệp Giao đám người đi hướng, thế nhưng là rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Diệp Trần đem Công Tôn Bằng bọn người triệu hoán đến nơi đây, chính là muốn hỏi thăm một chút, Công Tôn Bằng bọn người sau này dự định. Dương Hoa Đại Sáu, Công Tôn Thế Gia đám người hiển nhiên là trở về không được, nếu là bọn họ muốn chuyển rời đến khác Đại Sáu mà nói, Diệp Trần ngược lại là có thể giúp bọn hắn một chút. Bất quá, đang cẩn thận hỏi thăm qua sau đó, Công Tôn Bằng lại nói cho Diệp Trần, hắn muốn mang theo Công Tôn Thế Gia đám người, đi nương nhờ Diệp Trần, sau này cam nguyện trở thành Diệp Trần mới thành lập Thế Gia người. Kết quả này, vừa nhượng Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nhường hắn cảm thấy rất bình thường. Công Tôn Bằng sẽ làm ra quyết định như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, thật sự là bởi vì, Diệp Trần mới thành lập tòa này Thế Gia, quá mức trống không. Toàn cả Thế Gia nội bộ, ngoại trừ Diệp Trần cùng Diệp Giao bọn người, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy người bên ngoài, không còn gì khác người, căn bản không tính là một cái Thế Gia. Công Tôn Thế Gia đám người nếu là lúc này gia nhập vào tòa này Thế Gia, không những có thể lập tức ở ám hải đứng vững gót chân, hơn nữa sau đó, còn có thể che chở ở Thế Gia liên minh phía dưới, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, Công Tôn Thế Gia cũng không phải không có thiệt hại, hắn tổn thất lớn nhất, chính là Công Tôn Thế Gia cái danh hiệu này, sau đó chỉ sợ cũng muốn triệt để tiêu tán. Rốt cuộc là muốn hư danh, hay là muốn bây giờ lợi ích, điểm ấy thế nhưng là nhường Công Tôn Bằng bọn người, nhức đầu rất lâu, mãi cho đến Diệp Trần trở về, bọn hắn mới rốt cuộc làm ra quyết định. Công Tôn Thế Gia thực sự quá yếu, liền xem như đến rồi địa phương khác, cũng khó tránh khỏi sẽ có bị tiêu diệt nguy cơ, cho nên còn không bằng gia nhập vào Diệp Trần sáng tạo Thế Gia, sau này nếu như Công Tôn Thế Gia có cường giả quật khởi lời nói, đại khái có thể lại thoát ly Thế Gia này. Đối với cái này điểm, Công Tôn Bằng thấy rất rõ ràng. Diệp Trần mặc dù sáng lập cái này một tòa Thế Gia, nhưng mà đối với tòa này Thế Gia, lại rõ ràng cũng không phải quá để ý, cho nên sau này Công Tôn Bằng nếu là muốn cách khác môn hộ lời nói, Diệp Trần là tuyệt đối sẽ không phản đối. Công Tôn Bằng làm ra quyết định, Diệp Trần cũng không nhiều lời. Hắn từ Công Tôn Thế Gia lấy được thế giới thần thụ, đã thiếu Công Tôn Thế Gia một cái cực lớn ân tình, cho dù là Công Tôn Bằng đưa ra, nhượng Diệp Trần sáng kiến mới Thế Gia, đổi tên thành Công Tôn Thế Gia, e rằng Diệp Trần cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá Công Tôn Bằng đương nhiên sẽ không đưa ra bực này ngu xuẩn điều kiện, loại điều kiện này, chẳng khác gì là đem Công Tôn Thế Gia đặt ở trên lửa nướng, không có đầy đủ thực lực, vẫn là an ổn một điểm tốt nhất. Cho nên, đưa ra muốn gia nhập Diệp Trần sáng tạo Thế Gia sau đó, Công Tôn Bằng mới mịt mờ đưa ra, muốn nhượng Diệp Trần chỉ điểm Công Tôn gì tu hành. Điều kiện này, Diệp Trần cũng đồng dạng không có cự tuyệt, hắn trực tiếp lấy ra mấy viên cực kỳ chân quý đan dược, giao cho Công Tôn Dị, nhường Công Tôn Dị mượn nhờ những đan dược này tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá thánh đạo cảnh giới. Chỉ có Công Tôn Dị đột phá thánh đạo cảnh giới sau đó,
mới có thể tiến vào tòa kia thánh tộc bên trong di tích tu hành. Bí mật này, Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói ra. Dặn dò Công Tôn Bằng bọn người một trận sau đó, Diệp Trần cuối cùng an tâm lại, một thân một mình, rời đi Thần Tuyển Hải vực. Cuồng phong gào thét, thổi đến trên mặt biển nước biển không ngừng lăn lộn, có đôi khi thậm chí sôi trào ra cao mười mấy trượng đáng sợ sóng biển. Nếu là đổi thành thánh đạo cảnh giới trở xuống võ giả, ở trong môi trường này gấp rút lên đường, sẽ mười phần nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ có rơi xuống nguy cơ. Nhưng mà đối với hôm nay Diệp Trần mà nói, loại hoàn cảnh này căn bản không có mảy may uy hiếp. Nhớ ngày đó, Diệp Trần rời đi Thiên Hoa Đại 6, vẫn cần phải ngồi chuyên môn vượt qua ám hải thuyền hạm, mỗi một con thuyền hạm giá cả, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà bây giờ, Diệp Trần lại có thể dựa vào thực lực của mình, vượt qua ám hải. Diệp Trần độ, so cưỡi thuyền hạm nhanh hơn nhiều, mấy ngày sau, hắn tiến nhập ám hải chỗ sâu, hướng về Thiên Hoa Đại 6 phương hướng phóng đi. Lúc này, Diệp Trần đã sớm đã đoán được Diệp Trần chuyến này phương vị, cho nên nhìn không được hiếu kỳ nói, Diệp Trần, chẳng lẽ ngươi dự định trở lại khác năm tòa đại 6? Đối với, lúc này, Diệp Trần cũng vô ý giấu giếm, trực tiếp gọi gật đầu. Diệp Trần trầm mặc phút chốc, phảng phất đột nhiên nghĩ tới một dạng gì, đạo ta đã biết, Diệp Trần, ngươi lần này trở lại Thiên Hoa Đại 6, hẳn là muốn đưa ngươi trong lòng cái kia đoạn sâu nhất ràng buộc, triệt để giải khai a, nữ tử kia. Cơ hồ đã trở thành tâm ma của ngươi, ngươi nếu là có thể sớm ngày đem nàng cứu sống, đối với ngươi mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Niếp Chấn đi theo ở Diệp Trần bên cạnh lâu như vậy, đương nhiên biết được, tại Diệp Trần trong lòng, một mực có một đoạn ngoại nhân không thể chạm nhu tình. Phần này nhu tình, nhưng Diệp Trần đau lòng, nhưng cũng là Diệp Trần liều mạng tu hành động lực. Bây giờ, Diệp Trần lựa chọn trở lại Thiên Hoa Đại 6, rõ ràng chính là muốn giải khai phần này nhu tình ràng buộc. Tuyết Nhi, nghe Niếp Chấn đề cập tới đi chuyện cũ, Diệp Trần trong miệng ấy, nhẹ giọng đã gọi ra một cái tên. Mộ Dung Tuyết, cái tên này, tại Diệp Trần trong lòng, một mực là một chỗ cấm kỵ tồn tại, không ai dám nhấc lên. Nhưng mà bây giờ, Diệp Trần trong miệng lại đem cái này tên, nhẹ giọng gọi ra, trên mặt cũng đầy là nhu tình. Diệp Trần sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Diệp Trần chuyến này, chính là vì nhượng Mộ Dung Tuyết trùng sinh. Dựa theo ban đầu thánh tộc tộc lão nói tới, muốn nhượng Mộ Dung Tuyết trùng sinh, Diệp Trần thực lực, nhất thiết phải đạt đến bao trùm trên trời đất, trong tin đồn bài vị cảnh giới mới có thể. Cảnh giới này, liền Tần Thích Thiên Đô chưa từng đạt đến, Diệp Trần cảnh giới, càng là tới chênh lệch cực xa. Theo lý thuyết, lấy bây giờ Diệp Trần thực lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ âm dương, đem Mộ Dung Tuyết hồn phách đoàn tụ, thế nhưng là Diệp Trần mới kích hoạt thánh dê đồ đằng. Lại làm cho Diệp Trần có nếm thử đi cứu sống Mộ Dung Tuyết sức mạnh. Thánh dê đồ đằng bên trong ẩn chứa pháp tắc, chính là sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc cùng di thỏ đồ đằng bên trong ẩn chứa sinh cơ pháp tắc kết hợp với nhau, cơ hồ nắm giữ mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại cường đại công hiệu, loại này kỳ diệu công hiệu, tại Diệp Trần cùng Ngạo Dương Thần một trận chiến bên trong, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chính là bởi vì tự mình cảm thụ qua loại này thần kỳ trị liệu năng lực, cho nên Diệp Trần mới có chỗ tâm động, muốn trở lại Thiên Hoa Đại 6, nếm thử nhượng Mộ Dung Tuyết phục sinh. Mặc dù lần này nếm thử, có thể chỉ có một phần vạn cơ hội, nhượng Mộ Dung Tuyết thành công trùng sinh, nhưng mà chỉ cần có cái này một tia cơ hội, Diệp Trần sẽ không muốn buông tha. Lùi một bước vạn bước giảng, liền xem như Diệp Trần lần này không cách nào nhượng Mộ Dung Tuyết trùng sinh, cỗ này sinh mệnh lực lượng pháp tắc rót vào Mộ Dung Tuyết thể nội, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Tuyết có khả năng trùng sinh, Diệp Trần trong đầu chính là nóng hừng hực. Hơn nữa ngoại trừ Mộ Dung Tuyết bên ngoài, Diệp Trần lần này thế nhưng là đem mượn xác trùng sinh cần mấy món bảo vật, cũng đồng dạng mang theo trở về. Có mấy dạng này bảo vật, Ngô Trận Tử liền có thể mượn xác trùng sinh. Bất kể là Mộ Dung Tuyết vẫn là Ngô Trận Tử, đều là Diệp Trần người rất quan trọng. Cho nên, lần này Diệp Trần mới có thể phóng khí tu luyện cơ hội, không ngại cực khổ. Vượt qua ám hải, trở lại Thiên Hoa Đại 6. Nguyệt Hoa Đại 6, Minh Nguyệt Thành. Lúc này, một đám Nguyệt Thần tộc trưởng lão cùng Hiên Viên Tu, cùng một chỗ đứng tại Minh Nguyệt Điện bên trong. Một đám người sắc mặt đều xanh xám vô cùng, sâu trong mắt, càng là mang theo nồng nặc bất đắc dĩ thần sắc. Mà ở trước mặt bọn hắn, hai cái dung mạo xấu xí, trên thân mang theo tí ti khí tức quỷ dị nam tử, đang ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người. Các ngươi bọn gia hỏa này, đoán chừng căn bản không nghĩ tới, ta hỏa thần tộc có thể ngóc đầu trở lại a. Một đạo đè nén âm thanh,
từ nơi này hai nam tử trong miệng truyền ra. Hai cái này nam tử, lại là hỏa thần tộc Dư Nhiệt, bất quá bọn hắn thực lực cũng không tính quá mạnh, bây giờ cũng chỉ mới vừa đột phá thánh đạo danh giới trình độ. Mặc dù thực lực thấp, thế nhưng là hai cái này nam tử, đối mặt thực lực đạt đến ngưng lúc cảnh hiên viên tu, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại mang theo vài phần kiêu căng thần sắc, giống như là chủ nhân đang nhìn tôi tớ một dạng. Bớt nói nhảm, huyết công tử bọn hắn, lần này lại có cái gì yêu cầu? Một cái nguyệt thần tộc trưởng lão, nhìn không được lạnh giọng nói. Nâng lên huyết công tử cái danh xưng này, trong đại điện đám người, thần sắc lập tức trang nghiêm vô cùng. Liền hiên viên tu, trong đôi mắt cũng lộ ra nồng nặc kiêng kỵ chi ý. Cái kia hai tên hỏa thần tộc nam tử, nhếch miệng, trong tay ném ra một khối óng ánh ngọc thạch, đạo, đây là huyết công tử phân phó, để các ngươi tại trong vòng 10 ngày, chuẩn bị kỹ càng một vạn tên chân đạo cảnh võ giả, hơn nữa đem bọn hắn áp giải đến huyết thần trên núi, nếu là trễ, kết quả các ngươi biết. Mang theo mặt mũi tràn đầy không xấu hảo ý cười lạnh, cái này hai tên hỏa thần tộc tộc nhân, quay người rời đi Minh Nguyệt Điện. Không có bọn hắn tại chỗ, Minh Nguyệt Điện bên trong, lập tức vang lên mấy vị tính khí nóng nảy trưởng lão tiếng giống giận dữ âm. Hai tên khốn kiếp này, thật muốn đem bọn hắn trực tiếp diệt xác. Giết bọn hắn có ích lợi gì, bọn hắn sau lưng là huyết công tử, chỉ cần huyết công tử không chết, chúng ta liền xem như đem hai người này giết chết, cũng không chỗ ích lợi gì, ngược lại đồ gây huyết công tử giận. Đáng chết, nếu là Diệp Trần cùng thánh nữ bọn hắn ở đây liền tốt, bọn hắn ở chỗ này, nhất định không cần e ngại cái này cầu thí huyết công tử. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão âm thanh dần dần trầm thấp xuống. Trong khoảng thời gian gần đây, bọn hắn qua hoàn toàn chính xác càng biệt khuất, thậm chí có trưởng lão bởi vì phản đối vị kia thần bí huyết công tử một tiếng, liền bị đối phương trực tiếp diệt sát, thần hồn câu diệt. Một mực trầm mặc hiên viên tu, bây giờ thở dài một tiếng, đạo, nếu là có thể nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, Diệp Trần bọn hắn, ai cũng không nên quay lại. Đây là vì cái gì? Một cái nguyệt thần tộc trưởng lão, không hiểu hỏi thăm. Hiên viên tu thần sắc 10 phần trầm thấp. Đạo, bởi vì, liền xem như Diệp Trần bọn hắn trở về, thực lực cũng không khả năng so với cái này vị huyết công tử càng mạnh hơn, Diệp Trần bọn hắn đi tới Hoàng Hoa Đại Sáu, tham gia ám thần tộc tế, tổng cộng đi cũng mới hơn một năm thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, cảnh giới của bọn hắn, có thể đột phá ngưng lúc cảnh, đã là cực hạn, mà vị huyết công tử, ta hoài nghi thực lực của hắn đã đạt đến thần đạo cảnh giới. Cái gì, thần đạo cường giả, Minh Nguyệt Điện bên trong, một hồi yên lặng. Thần đạo cường giả cái danh hiệu này, thực sự quá tài kinh người, mất cả tháng Hoa Đại Sáu, chỉ sợ cũng không có mấy vị thần đạo cường giả. Nguyệt thần tộc mặc dù đang Liễu Mộ Vân dẫn đầu dưới, có dấu hiệu hồi phục, nhưng mà thời gian này dù sao quá ngắn, cho tới bây giờ, Nguyệt thần trong tộc chưa xuất hiện một tôn thần đạo cường giả. Cho nên, một tôn thần đạo cường giả mang cho mọi người uy hiếp, đủ để đem tất cả người đều cho chấn nhiếp. Mọi người ở đây tất cả đều không nói gì im lặng thời điểm. Minh Nguyệt Điện bên ngoài, Diệp Trần thân ảnh, lặng yên mà tới. Hiên viên tiền bối, ta đai ma. Ngay vào lúc này, Diệp Trần thanh âm, tại Minh Nguyệt Điện bên trong vang vọng, khiến cho hiên viên tu đám người thần sắc ngạc nhiên vô cùng. Diệp Trần hắn, vậy mà lúc này đã trở về, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện đi tới đạo kia thân ảnh quen thuộc, hiên viên tu đám người tâm tình, vô cùng phức tạp. Không được, tuyệt không thể lúc này nói cho Diệp Trần Nguyệt Hoa Đại Lục tình hình gần đây. Bằng không mà nói, lấy Diệp Trần tính cách, tất nhiên sẽ đi tìm vị kia huyết công tử liều chết một trận chiến. Cơ hồ trong nháy mắt, hiên viên tu trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn thấy, Diệp Trần tiềm lực cực kỳ cường đại, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành chân linh thế giới tối cường giả một trong, cho nên vô luận như thế nào, lúc này cũng không thể nhường Diệp Trần xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn làm ra quyết định này đồng thời, hiên viên tu đã bắt đầu kế hoạch. Nghĩ biện pháp che giấu Diệp Trần Nguyệt thần tộc tình hình gần đây sau đó, lập tức nhường Diệp Trần lần nữa rời đi Nguyệt Hoa Đại Lục, tốt nhất nhường Diệp Trần lần nữa đi tới Hoàng Hoa Đại Lục tu hành. Trên mặt giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hiên viên tu kinh hỉ nói, Diệp Trần, ngươi vậy mà đã trở về. Những người khác đâu, chẳng lẽ bọn hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về. Những người khác tất cả đều lưu lại Hoàng Hoa Đại Lục tu hành, tạm thời không có trở về. Diệp Trần liếc nhìn bốn phía một mắt. Gật đầu nói. Bốn phía sắc mặt của mọi người, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, bốn phía mọi người thấy chính mình trở về, hẳn là mặt mũi tràn đầy vui mừng mới đúng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ trên mặt mỗi người thần sắc tựa hồ cũng hết sức khó coi.
May mắn, những người khác đều chưa có trở về, bằng không mà nói liền không xong. Hiên Viên Tu thầm cười khổ một tiếng, mặt ngoài cũng không động thanh sắc đạo, Diệp Trần, ngươi bây giờ trở về, chẳng lẽ có cái gì sự tình khác? Diệp Trần mặc dù trong lòng hiếu kỳ bốn phía phản ứng của mọi người, bất quá, trong lòng của hắn vướng vít Ngô Trận Tử cùng Mộ Dung Tuyết sống lại sự tình, bởi vậy lập tức đem những thứ này nghi hoặc quên sạch sành sanh, cười nói, đương nhiên có chuyện, ngươi dẫn ta đi sư tôn chỗ A. Sư tôn, Hiên Viên Tu thần sắc lộ ra mấy phần kinh hỉ, tiếng hoan hô nói, chẳng lẽ, ngươi đã góp đủ nhường Ngô Trận Tử mượn xác sống lại bảo vật. Diệp Trần mỉm cười gật đầu một cái. Hiên Viên Tu thần sắc cũng đồng dạng đại hỉ, mang theo Diệp Trần hướng đi một bên đảo, quá tốt rồi, nếu là Ngô Trận Tử mượn xác sống lại lời nói, ta cũng không cần một mực lòng mang áy náy. Trước đây, nếu không phải Hiên Viên Tu mà nói, Ngô Trận Tử chỉ sợ sớm đã mượn xác trọng sinh, cho nên Hiên Viên Tu trong lòng, đối với Ngô Trận Tử một mực có chút lòng mang áy náy. Diệp Trần, chúng ta lập tức đi phục sinh Ngô Trận Tử. Hiên Viên Tu lộ ra cực kỳ cao hứng, mang theo Diệp Trần hướng đi một bên. Bất quá âm thầm, Hiên Viên Tu lại tải hướng về phía trong đại điện những cái kia Nguyệt Thần tộc trưởng lão truyền âm, mấy người các ngươi, tuyệt đối không nên lộ ra cái gì khác thường, chỉ có Diệp Trần sống sót, chúng ta tương lai mới có cơ hội lật bàn. Hiên Viên Tu dụng ý, những trưởng lão này đương nhiên minh bạch, cho nên một mực chờ đến Hiên Viên Tu cùng Diệp Trần rời đi Minh Nguyệt Điện, những trưởng lão này mới thở ra một hơi dài, trên mặt đã lộ ra phiền muộn vô cùng biểu lộ. Minh Nguyệt Điện chỗ sâu nhất, ở đây trưng bày một tòa thủy tinh băng quan, trong quan, nằm một lão giả, khuôn mặt an tường, tựa hồ lâm vào ngủ say đồng dạng. Sư tôn, bước vào ở đây, Diệp Trần ánh mắt, cũng không còn cách nào từ nơi này miệng băng quan bên trên na di một chút. Bàn tay tại băng quan bên trên chậm rãi vứt qua, thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc hơn. Hiên Viên tiền bối, ta lập tức muốn bắt đầu phục sinh sư tôn, ngươi ở đây bên cạnh giúp ta áp trận. Diệp Trần quay đầu về Hiên Viên Tu nói một câu, chợt tiện tay phất một cái, đem trước mặt băng quan, trực tiếp đánh nát. Vốn là, mượn xác trùng sinh, phải không cần phải có thân thể, chỉ cần có linh hồn liền đầy đủ. Chân long chi chi tâm, thánh hoàng thi thể, áo nghĩa đạo quả nhánh cây, lại thêm hồn thạch, cái này bốn dạng bảo vật tổ hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn có thể đoàn tụ nhục thân. Hiên Viên Tu trước đây chính là lấy khí linh chi thân, đoàn tụ nhục thân, từ đó mượn xác sống lại. Dưới mắt Ngô Trận Tử thi thể mặc dù tại, nhưng mà thi thể lên sức sống đã hoàn toàn đánh mất, căn bản là không có cách dung nạp linh hồn. Diệp Trần bây giờ muốn làm, chính là đem Ngô Trận Tử thi thể lên huyết mạch hoàn toàn rút ra đi ra, hơn nữa đem các loại huyết mạch, một lần nữa quán trú đến trên thân thể. Có Ngô Trận Tử lúc đầu huyết mạch, đoàn tụ đi ra ngoài nhục thân, sẽ càng thêm phù hợp Ngô Trận Tử, cũng sẽ nhường Ngô Trận Tử sau đó tu hành tiềm lực, để thăng rất nhiều. Cái này cũng là vì cái gì, Diệp Trần khi lấy được mượn xác sống lại bốn dạng bảo vật sau đó, không có lập tức nhường Ngô Trận Tử sống lại nguyên nhân. Mà lúc này, nhường Ngô Trận Tử mượn xác sống lại điều kiện, đã thành thục. Phốc, Diệp Trần trong tay khuấy động ra một cỗ lực lượng pháp tắc, Ngô Trận Tử thi thể, tại Diệp Trần trước mặt, lập tức biến thành cho tàn tiêu thất, chỉ có một giọt óng ánh huyết dịch, giống như tinh thạch đồng dạng, lơ lửng tại Diệp Trần trước mặt. Mượn xác trùng sinh, bắt đầu. Diệp Trần thần sắc càng ngày càng trang nghiêm, đem trong tay bốn kiện bảo vật dần dần lấy ra. Đồng thời, Diệp Trần trên thân tuôn ra một cỗ sinh mệnh lực lượng pháp tắc, quán chú đến cái kia một giọt tinh huyết phía trên, khiến cho một giọt này ngọc thạch một dạng tinh huyết, lập tức tràn đầy hoạt tính. Thánh hoàng chi tâm, trước hết nhất phanh phanh bắt đầu nhảy lên, cái kia một giọt tinh huyết, càng là trực tiếp sáp nhập vào trong đó. Có giọt tinh huyết này bên trên mang theo sinh mệnh lực lượng pháp tắc, viên này thánh hoàng chi tâm lập tức mang tới đậm đà sinh cơ. Diệp Trần đem Ngô Trận Tử linh hồn lấy ra, quán chú đến rồi hồn thạch phía trên, lập tức, cái này hồn thạch cũng là rực rỡ hào quang. Từng đạo huyết nhục, ở nơi này bốn kiện bảo vật ở giữa, vô căn cứ sinh ra, bắt đầu đem bốn kiện bảo vật, dung hợp một chỗ. Chỉ một lát sau đó, một cái mới tinh Ngô Trận Tử, xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Mượn xác trùng sinh, đến một bước này cơ hồ đã có thể tính hoàn thành công. Chỉ cần chờ Ngô Trận Tử linh hồn cùng tôn này nhục thân hoàn toàn phù hợp, chính là Ngô Trận Tử khi tỉnh lại. Một bên, Hiên Viên Tu nhìn xem Diệp Trần thi pháp, đã sớm thấy mắt kinh ngây mồm. Nhớ ngày đó, Hiên Viên Tu mượn xác sống lại thời điểm, thế nhưng là mượn hơn 10 người chi lực, hơn nữa hao phí ước chừng 3 ngày thời gian. Nhưng mà bây giờ, Diệp Trần một thân một mình, vậy mà chỉ dùng trong chốc lát,
liền để Ngô Trận Tử mượn xác trùng sinh thành công. Diệp Trần thực lực, đến cùng đến trình độ nào? Nhìn chăm chăm Diệp Trần, Hiên Viên Tu Thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là Diệp Trần bây giờ cảnh giới đột phá thần đạo cảnh giới, đây chẳng phải là nói, Diệp Trần đã có cùng vị kia thần bí huyết công tử sức đánh một trận. Tâm tình thấp thỏm phía dưới, Diệp Trần cũng đã đem mượn sát sống lại tất cả trình tự, toàn bộ hoàn thành. Sư tôn, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chậm nhất lại có một ngày thời gian, ngươi liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Chậm rãi đem mượn sát sống lại Ngô Trận Tử, bỏ qua một bên, nhưng hắn nằm ở nơi đây, nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Trần đứng dậy đi tới Hiên Viên Tu bên cạnh. Thần sắc thấp thỏm Hiên Viên Tu, bây giờ cuối cùng nhìn không được dò hỏi, Diệp Trần, ngươi bây giờ đến rồi cảnh giới gì? Chẳng lẽ, ngươi đã bước vào thần đạo cảnh giới? Không có, vận khí ta không tệ, trước đó không lâu, vừa mới bước vào thánh đạo cửu trọng thiên mà thôi, khoảng cách chân chính đặt chân thần đạo cảnh giới, vẫn chênh lệch rất xa. Diệp Trần lắc đầu, đúng sự thật nói. Thánh đạo cửu trọng thiên, Diệp Trần trả lời, nhưng Hiên Viên Tu lập tức thất vọng, trong lòng dâng lên cái kia vẻ chờ mong, cũng một chút tan thành mây khói. Diệp Trần không có bước vào thần đạo cảnh giới phía trước, Hiên Viên Tu không dám để cho Diệp Trần đi cùng thực lực có thể so với thần đạo danh giới huyết công tử một trận chiến. Dù sao, tại chân linh thế giới, lấy thánh đạo cảnh giới chém giết thần đạo cường giả sự tình, ngoại trừ Diệp Trần, còn chưa bao giờ có người làm đến qua. Thánh đạo võ giả chém giết thần đạo võ giả, loại chuyện này, tại chân linh thế giới, chính là một cái truyền thuyết. Hiên Viên Tu mặc dù cảm thấy Diệp Trần thiên tư cực cao, thế nhưng lại cũng không cảm thấy Diệp Trần có thể làm đến điểm ấy. Hiên Viên tiền bối, chúng ta đi xem Tuyết Nhi à. Ngô Trận Tử mượn xác trùng sinh hoàn thành, Diệp Trần trên mặt vui mừng, vẻn vẹn giữ vững phút chốc, sắc mặt của hắn lập tức lần nữa biến ngưng trọng vô cùng. So sánh Ngô Trận Tử mượn xác trùng sinh, đem hồn phi phách tán Mộ Dung Tuyết cứu trở về, mới đúng hắn khảo nghiệm chân chính. Đồng dạng trong suốt băng quan, Mộ Dung Tuyết yên tĩnh nằm ở trong đó, khóe miệng, thậm chí vẫn duy trì cái kia một tia hoạt bát ý cười. Tuyết Nhi, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết dáng người, Diệp Trần trong lòng đột nhiên đau đớn một hồi. Trước kia Mộ Dung Tuyết vẫn lạc một chuyện, mới là Diệp Trần trong lòng đau nhất sự tình. Tại không có cứu sống Mộ Dung Tuyết năng lực phía trước, Diệp Trần thậm chí không có dũng khí đến đây nhìn Mộ Dung Tuyết một mắt. Bất quá hôm nay, Diệp Trần tới. Từng bước một đến gần đến Mộ Dung Tuyết băng quan trước mặt, Diệp Trần nhìn chăm chú trong quan tài băng Mộ Dung Tuyết, đem Mộ Dung Tuyết dung mạo, một mực ghi tạc đáy lòng. Diệp Trần cũng không có trực tiếp động thủ cứu người, mà là ngơ ngác nhìn Mộ Dung Tuyết, trầm mặc rất lâu. Chuyện cũ như mây, một điểm điểm tại Diệp Trần trong lòng hiện lên. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đem các loại suy nghĩ, đều xua tan. Lúc này, hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, tiếp đó bắt đầu cứu chữa Mộ Dung Tuyết. Ông, Diệp Trần trong cơ thể di thỏ đồ đằng, trước hết nhất chấn động lên. Diệp Trần trên mặt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Nhục thể của hắn, thậm chí bắt đầu phóng xuất ra lộng lẫy, nhưng hắn phảng phất đã biến thành một vầng sáng. Mà chút phân tán bốn phía đi ra ngoài tia sáng, lại tất cả đều là nồng đậm chí cực sinh cơ lực lượng pháp tắc. Những thứ này sinh cơ lực lượng pháp tắc trên không trung ngưng kết, hóa thành màu xanh lá cây mưa bụi, nhỏ giọt xuống, làm cho cả mật thất cơ hồ đã biến thành một mảnh sinh mệnh lực hải dương. Đứng ở cửa vị trí Hiên Viên Tu, mắt kinh ngây mồm nhìn xem một màn này. Bây giờ Diệp Trần thủ đoạn, đã sớm nhường hắn cảm thấy có chút kinh tâm động phách, đã đạt đến ngưng lúc cảnh Hiên Viên Tu, tự hiểu mình tuyệt đối không có cách nào làm đến Diệp Trần dưới mắt làm những thứ này. Xem ra Diệp Trần hắn chẳng những cảnh giới tăng lên, liền một thân này thực lực, cũng đã cực kỳ kinh khủng. Hiên Viên Tu hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại hắn hút một hớp này tức giận thời điểm, trong mật thất một cỗ màu xanh biết sinh mệnh lực, theo lỗ mũi của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là một hơi, lại làm cho Hiên Viên Tu cảm giác cả người huyết nhục, giống như một chút bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, đã sớm dừng lại thật lâu tu vi, mơ hồ trong đó, lại có đột phá dấu hiệu. Diệp Trần hắn, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể mình, Hiên Viên Tu trên mặt cuối cùng lộ ra chấn kinh trí cực biểu lộ. Vừa rồi hắn mặc dù đã cảm nhận được Diệp Trần bất phàm, nhưng mà bây giờ tự mình cảm thụ một chút Diệp Trần triệu hồi ra những sinh mạng này lực cường đại, hắn vẫn lập tức phân biệt ra được, vừa rồi suy đoán của hắn, hay là đem Diệp Trần nhìn quá thấp một chút. Ngẩng đầu nhìn trong mật thất tràn ngập tại các nơi màu xanh biếc mưa bụi, ánh mắt phức tạp Hiên Viên Tu, lại lựa chọn lui ra phía sau một bước,
đi ra căn mật thất này. Mặc dù hắn biết rõ, những thứ này mưa bụi, đối với hắn cũng có chỗ tốt rất lớn, nếu là hắn ở vào trong đó tu hành, vô cùng có khả năng có thể đột phá dưới mắt cảnh giới. Thế nhưng là hiên viên tu nhưng cũng biết hiểu, trong mật thất những thứ này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực mưa bụi, chính là Diệp Trần cứu sống Mộ Dung Tuyết mấu chốt, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn gì, cho nên hắn mới có thể lựa chọn lui ra phía sau một bước, miễn cho quấy nhiễu Diệp Trần. Đứng ở cửa, hiên viên tu vẻ mặt nghiêm túc, vì Diệp Trần thủ hộ lấy cái này duy nhất cửa vào. Trong mật thất, Diệp Trần thân ảnh lăng không, trên người tán phát ra quang huy, cơ hồ đạt đến chói mắt tình cảnh, hơn nữa cỗ này tia sáng, đã chia làm hai loại màu sắc, xanh biếc màu sắc, đại biểu cho sinh cơ lực lượng pháp tắc, xanh thẳm màu sắc, đại biểu cho sinh mệnh lực lượng pháp tắc. Hai loại đại biểu cho sinh mạng lực lượng pháp tắc, ở nơi này căn mật thất bên trong không ngừng ngưng kết, bốn phía trên tấm đá, thậm chí cũng bởi vì này cỗ Life Force, nhi sinh trưởng ra từng cây tản ra sinh cơ cỏ nhỏ. Tại này cổ đậm đà sinh mệnh lực ảnh hưởng dưới, Mộ Dung Tuyết chỗ ở băng quan dần dần tan rã, lộ ra kiểu nộn thân thể. Ông một tiếng, vô số điểm sáng hướng về Mộ Dung Tuyết lũ lượt mà đi, sáp nhập vào Mộ Dung Tuyết thể nội, thật giống như hạt mưa đã rơi vào sa mạc khô khốc bên trong, một cỗ mịt mờ sinh mệnh lực tại Mộ Dung Tuyết thể nội, dần dần nổi lên. Giống như là Mộ Dung Tuyết loại này hồn phi phách tán tình huống, muốn đem cứu sống, nhất thiết phải nghịch chuyển âm dương, đem Mộ Dung Tuyết linh hồn đoàn tụ. Diệp Trần mặc dù không cách nào làm đến nghịch chuyển âm dương, thế nhưng là có thể lợi dụng dưới mắt loại này mưu lợi biện pháp, lợi dụng chính mình ngưng tụ ra bành trướng sinh mệnh lực, trước tiên kích hoạt Mộ Dung Tuyết còn sót lại một tia sinh cơ, sau đó lại mượn nhờ Mộ Dung Tuyết nhục thân, hấp dẫn linh hồn trở về, đạt đến sống lại mục đích. Muốn làm điểm ấy, khó khăn kia to lớn, tuyệt đối vượt xa mượn xác trùng sinh. Liền xem như thời khắc này Diệp Trần, đối với cái này cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể tận lực thử một lần. Cảm thấy Mộ Dung Tuyết thể nội đản sinh cái kia một tia mịt mờ sinh cơ sau đó, Diệp Trần trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên, trái tim càng là phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Loại biến cố này, chứng minh Diệp Trần dưới mắt chỗ chọn lựa phương pháp, hoàn toàn chính xác có khả năng đem Mộ Dung Tuyết tỉnh lại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Tuyết trong cơ thể một điểm kia mịt mờ sinh cơ, một mực mười phần yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy tình cảnh, mặc kệ Diệp Trần như thế nào xuất lực, điểm ấy sinh cơ, vẫn một chút cũng không mạnh mẽ lên. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa, Diệp Trần tâm thần tập trung ở Mộ Dung Tuyết trên thân, huyết dịch cả người cũng theo đó sôi trào. Vì có thể ngưng tụ ra càng nhiều sinh mệnh lực, Diệp Trần trong miệng, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lấy tự thân tinh huyết làm giá, để thăng tỏa này trong mật thất sinh mệnh lực nồng độ. Trừ cái đó ra, Diệp Trần trong cơ thể di thỏ đồ đằng cùng thánh dê đồ đằng, chấn động phải càng thêm kịch liệt, cái này hai cái đồ đằng nở rộ hào quang, cơ hồ muốn xông ra Diệp Trần bên ngoài cơ thể. Diệp Trần, nhanh dừng tay, ngươi dạng này xuống, coi như không chết, tự thân cũng muốn bị thương nặng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai ngươi tu hành. Niếp Trấn cảm thấy Diệp Trần điên cuồng, thân ảnh cấp bách, gào thét lớn nhắc nhở Diệp Trần. Nhưng mà đối với Niếp Trấn nhắc nhở, Diệp Trần căn bản không quản không để ý. Nếu là Mộ Dung Tuyết có thể một lần nữa sống lại, cho dù là người bị thương nặng, thậm chí tu vi mất sạch, Diệp Trần cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Diệp Trần, Niếp Trấn thanh âm, dần dần trầm thấp xuống, bởi vì hắn đã cảm thấy Diệp Trần kiên quyết, biết hôm nay Diệp Trần là tuyệt đối sẽ không nghe hắn thuyết phục. Trọng tình trọng nghĩa, đây là Diệp Trần ưu điểm lớn nhất, nhưng cũng là Diệp Trần khuyết điểm lớn nhất. Thủ hộ tại cửa ra vào hiên viên tu, nhìn thấy trong mật thất Diệp Trần khí tức trên người luân phiên suy yếu xuống, thần sắc cũng không nhịn được đại biến. Không thể để cho Diệp Trần tiếp tục như vậy, bằng không mà nói, Mộ Dung Tuyết không có phục sinh, Diệp Trần sẽ chết. Hơi do dự, hiên viên tu lập tức làm ra quyết định. Hắn cùng Niếp Trấn khác biệt, Niếp Trấn chỉ là một đạo tàn hồn, mặc dù kiến thức rộng rãi, thế nhưng là tự thân không có bao nhiêu sức mạnh, ngoại trừ thuyết phục Diệp Trần bên ngoài, căn bản là không có cách làm ra cái khác cử động. Nhưng mà hiên viên tu thân là ngưng lúc cảnh cường giả, lại có thể cưỡng ép ngăn cản Diệp Trần hôm nay cử động. Oanh! Một cỗ áo nghĩa chi lực, từ hiên viên tu trên thân tán phát ra, hướng về trong mật thất Diệp Trần đánh tới. Diệp Trần, dừng tay a! Hiên viên tu thanh âm, cũng theo đó truyền đến. Nhưng mà, không đợi cỗ này áo nghĩa chi lực ăn mòn đến Diệp Trần trên thân, một màn kinh người xuất hiện. Một đạo sáng chói ánh sáng trụ, tại Mộ Dung Tuyết trên thân xuất hiện, thẳng đâm vào phía trên tận trời bầu trời.
Giờ khắc này, bốn phía mật thất, chính là toàn bộ Minh Nguyệt Điện, Minh Nguyệt Thành, đều biến mất hết không thấy. Diệp Trần cùng Mộ Dung Tuyết thân ảnh, giống như một chút đứng ở óng ánh khắp nơi tinh không, bốn phía khắp nơi đều là lóng lánh tinh thần, mà Mộ Dung Tuyết thân thể, cứ như vậy yên tĩnh nằm ở cái này một mảnh tinh không bên trong. Phốc, cột sáng này xuất hiện trong nháy mắt, Hiên Viên Tu Thi triển ra đi áo nghĩa chi lực, trong nháy mắt bắn ngược trở về, hơn nữa so với phía trước, tựa hồ cường đại gấp mấy lần. Thấy thế, Hiên Viên Tu thần sắc đại biến, lập tức kiệt lực ngăn cản, lại vẫn không cách nào ngăn trở cỗ lực lượng này, bị cỗ lực lượng thần bí này đánh trong miệng thổ huyết, từ nơi này căn mật thất bên trong bay ngược ra ngoài. Ở đây, là địa phương nào? Diệp Trần ánh mắt chậm rãi quét mắt bốn phía, sắc mặt tràn đầy chấn kinh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn cùng Mộ Dung Tuyết vậy mà giống như Nazi đến rồi mặt khác một phiến thời không. Dù cho Diệp Trần đã từng gặp qua rất nhiều thần kỳ, nhưng mà bây giờ nhưng cũng nhìn không được kinh hãi. Loại thủ đoạn này, thực sự có chút thật là đáng sợ một chút. Tướng công, một tiếng ôn nhu thở nhẹ, nhưng Diệp Trần ánh mắt, trong nháy mắt biến ngốc trệ, liền bốn phía khác thường, đều tạm thời quên mất. Thanh âm này, Diệp Trần không biết bao nhiêu lần nằm mơ được, nhưng mà hôm nay, lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở chính mình trong tai. Tuyết Nhi, không, nương tử. Diệp Trần toàn thân tựa hồ đã trở nên cứng ngắc, đờ đẫn chuyển qua đầu, nhìn về phía trước mặt Mộ Dung Tuyết. Chỉ thấy, bây giờ Mộ Dung Tuyết đôi mắt chậm rãi mở ra, giống như vừa mới tỉnh ngủ tinh linh đồng dạng, toàn thân trên dưới, tản ra một cỗ kinh người mị hoặc chi lực, thoáng có chút khuôn mặt tái nhợt bên trên, mang theo một nụ cười, phản ứng của nàng, cùng Diệp Trần một dạng, ngơ ngác nhìn Diệp Trần, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Giờ khắc này, không chỉ là Diệp Trần nhiều năm chờ đợi, cũng đồng dạng là Mộ Dung Tuyết trước khi chết lớn nhất tâm nguyện. Tướng công, Mộ Dung Tuyết lần nữa đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve ở Diệp Trần gương mặt phía trên, mái trèo Trần khóe mắt lộ ra một giọt nước mắt, nhẹ nhàng xóa đi tướng công, về sau, chúng ta ai cũng không cho phép lại thương tâm rơi lệ. Ân, hảo, Diệp Trần gật đầu một cái, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại nhìn thấy, ở vào trước mặt hắn Mộ Dung Tuyết, trong đôi mắt đột ngột lộ ra mấy phần chấn kinh. Một cô băng hàn chi ý, từ Mộ Dung Tuyết trên thân bốc lên. Tướng công, tiềm long thế giới, tìm ta, một tiếng thanh âm dồn dập, từ Mộ Dung Tuyết trong miệng truyền ra, Diệp Trần thậm chí còn chưa kịp nghe rõ ràng Mộ Dung Tuyết lời nói ý tứ. Mộ Dung Tuyết thân ảnh đột ngột hóa thành một vệt sáng, xẹt qua tinh không, biến mất ở chân trời. Hô hô, điên cuồng gào thét phong thanh, tại Diệp Trần vang lên bên tai, thân ảnh của hắn đột nhiên hạ xuống, vẹn vẹn trong nháy mắt. Diệp Trần đã xuất hiện lần nữa ở trước đây trong mật thất. Vừa mới phát sinh hết thảy, đơn giản giống như là một giấc mộng. Diệp Trần ngây người phút chốc, đột nhiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết vị trí. Tòa kia băng quan chỗ, bây giờ đã rỗng tuếch, Mộ Dung Tuyết thân ảnh, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Không phải là mộng, vừa rồi cái kia hết thảy, tuyệt đối không phải mộng, Tuyết Nhi. Nàng đã sống lại, Diệp Trần trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc mừng như điên. Mặc dù, Mộ Dung Tuyết bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà chỉ cần nàng có thể sống tới, Diệp Trần đã thỏa mãn. Cùng lắm thì, tương lai Diệp Trần vô tận thiên nhai, đem Mộ Dung Tuyết lại tìm trở về. Mặc kệ Mộ Dung Tuyết dưới mắt tình huống như thế nào, đều phải so với để cho nàng một người, nằm ở cái này lạnh như băng trong quan tài băng tốt. Hít sâu một hơi, Diệp Trần trên mặt kinh hỉ thần sắc dần dần tán đi. Trong đầu lần nữa toát ra vừa rồi giống như mộng cảnh một màn. Tuyết Nhi vậy mà hóa thành lưu quang tiêu thất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa Tuyết Nhi trước khi rời đi, vậy mà lưu lại tin tức, để cho ta đi tới tiềm long thế giới tìm kiếm nàng, chẳng lẽ Tuyết Nhi vậy mà đến rồi tiềm long thế giới? Diệp Trần cẩn thận suy tư mới vừa tất cả tình huống, cuối cùng đem Mộ Dung Tuyết trước khi rời đi, lưu lại câu nói kia nhiều lần tự định giá. Càng nghĩ, Diệp Trần thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Tuyết thực lực, liền thánh đạo cũng chưa từng bước vào, làm sao có thể từ chân linh thế giới, chớp mắt đi tới tiềm long thế giới. Niếp Trấn tiền bối, sự tình vừa rồi, ngươi nên cũng nhìn thấy a. Suy tư rất lâu, Diệp Trần lại tìm không thấy đáp án, chỉ có thể bắt đầu liên lạc Niếp Trấn. Nhưng mà, Diệp Trần lặng lẽ cùng Niếp Trấn truyền âm rất lâu, Niếp Trấn vậy mà chậm chạp không có hồi âm. Ngay tại Diệp Trần bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, Niếp Trấn hữu khí vô lực âm thanh, mới chậm rãi truyền đến đạo, Diệp Trần, ngươi vẫn là trước tiên điều dưỡng thân thể, đem mình trạng thái điều chỉnh xong lại nói.
Bị Niếp Chấn Như thấy nhắc nhở, Diệp Trần mới đột nhiên cảm thấy, chính mình thời khắc này tình trạng, hoàn toàn chính xác vô cùng tệ hại. Vừa rồi hắn vì cứu Mộ Dung Tuyết, cơ hồ không đếm xỉa đến hết thảy, không những tự thân tinh huyết thiệt hại rất nhiều, liền trong cơ thể 12 mai thượng cổ đồ đằng, cũng rung động rất lâu, nhưng Diệp Trần thân thể, cơ hồ loạn trong giặc ngoài, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Không tệ, hoàn toàn chính xác hẳn là trước tiên chữa trị khỏi thương thế của mình lại nói. Diệp Trần lập tức ngồi xếp bằng, miệng há ra, đem bốn phía khí tức, từng ngốn nuốt vào trong bụng. Tòa này trong mật thất, tràn ngập Diệp Trần phía trước gọi tới cường đại sinh mệnh lực, những sinh mạng này lực, vốn là Diệp Trần dùng để cứu sống Mộ Dung Tuyết, nhưng là bây giờ, lại trở thành Diệp Trần cứu mạng chi vật. Số lớn sinh mệnh lực tràn vào thể nội, Diệp Trần thương thế trên người, rất nhanh đến mức đến rồi điều lý, bằng tốc độ kinh người, bắt đầu khép lại. Đợi đến Diệp Trần gần như khỏi rồi hơn phân nửa thời điểm, Niếp Chấn tràn đầy kinh hoàng âm thanh, đột ngột tại Diệp Trần vang lên bên tai, Diệp Trần, vừa mới đó nữ tử, cùng ngươi cụ thể quan hệ thế nào? Tiền bối chẳng lẽ không có nghe được ta và nàng ở giữa xưng hô, nàng là nương tử của ta là hắn tướng công. Diệp Trần mặc dù trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn ngạo nghễ nói. Hắn cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa tình nghĩa, thiên hạ đều biết, bất kể là bây giờ, hay là tương lai, Diệp Trần đều nhận định, Mộ Dung Tuyết lại là nương tử của mình. Nương tử, tướng công, Niếp Chấn trong miệng ấy một cái câu, chợt âm thanh trầm trọng, căn dặn Diệp Trần đạo, Diệp Trần, lời này về sau ngươi có thể tuyệt đối không nên đối với người bên ngoài nhắc lên, nhất là nữ tử này, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đem nàng quên đi, có liên quan nàng một tơ một hào ký ức, cũng không thể lưu lại. Đây là vì cái gì? Tiền bối có thể hay không nói rõ ràng? Diệp Trần thần sắc đầu tiên là ngạc nhiên, chợt trầm mặc lại, Niếp Chấn làm người, Diệp Trần rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tự dưng thối tha, cho nên hắn bây giờ nói như vậy, e rằng đích thật là hắn phát hiện kinh người gì bí mật. Bởi vì cái này cô gái thân phận chân chính, thực sự quá tài kinh khủng đến cho dù ngươi thân là thánh tộc quân vương, cũng không trêu chọc nổi tình cảnh. Niếp Chấn trong giọng nói vẫn mang theo vài phần sợ hãi, đạo, Diệp Trần, vừa rồi ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái, nữ tử này vừa mới tỉnh lại, trong nháy mắt, liền có thể na di không gian, hơn nữa hoành độ hư không, đi tới tiềm long thế giới, loại năng lực này, liền xem như tổ thần cấp cường giả, đều không thể dễ dàng làm đến. Tình huống vừa rồi, đích xác có chút cổ quái. Diệp Trần gật đầu nói, chẳng lẽ Niếp Chấn tiền bối cảm thấy, Tuyết Nhi nàng bản thân chính là một tôn tổ thần cấp cường giả. Điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng a. Tuyết Nhi thân thế, ta vô cùng rõ ràng, thực lực của nàng, cũng đồng dạng không có đạt đến tiền bối nói tới loại cảnh giới đó. Nếu chỉ là một tôn tổ thần cấp cường giả, ta cũng sẽ không nói ra vừa rồi những lời kia, tổ thần cấp cường giả, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng mà lấy ngươi cho thấy tiềm lực, tương lai chưa hẳn liền không thể đạt đến độ cao đó, dưới mắt vấn đề ngươi, ngươi cái này nương tử, bản thân, có thể so tổ thần càng đáng sợ hơn. Niếp Chấn tràn đầy bất đắc dĩ nói, tại tiềm long thế giới, tổ thần mặc dù cũng có thể xem như một phương cường giả, nhưng mà tiềm long thế giới cường giả chính là các phương cự đầu, những thứ này cự đầu thực lực cực kỳ kinh khủng, có thể nói, những thứ này cự đầu một hơi, đều có thể đem một tôn tổ thần đánh thịt nát xương tan. Niếp Chấn nói càng nhiều, Diệp Trần thần sắc, cũng càng ngày càng trang nghiêm. Niếp Chấn bây giờ nói tới những thứ này, thực sự quá tải nghe rợn cả người, bây giờ Diệp Trần liền tiềm long thế giới cũng chưa từng đã đến, tổ thần cấp cao thủ, càng là một cái chưa từng thấy. Bây giờ Niếp Chấn đột nhiên nói cho Diệp Trần, Mộ Dung Tuyết có thể là một tôn so tổ thần nhân vật càng đáng sợ, cái này, e rằng căn bản là không có cách để cho người ta tin tưởng. Tổ thần cảnh cường giả, thực lực khó lường, đã có thể hoành độ hư không, không nhìn hư không phép tắc áp chế. Loại cao thủ cấp bậc này, cùng cực toàn bộ chân linh thế giới, có lẽ cũng không có một cái. Cho nên, bây giờ Niếp Chấn vậy mà nói, Mộ Dung Tuyết có thể là so tổ thần cường giả nhân vật càng đáng sợ, loại thuyết pháp này, căn bản là không có cách để cho người ta tin tưởng. Bất quá, vừa rồi Mộ Dung Tuyết đột ngột biến mất tình huống, hoàn toàn chính xác hết sức cổ quái, không hề tầm thường, cho nên Diệp Trần cũng không có trực tiếp gạt bỏ Niếp Chấn nói tới hết thảy. Hắn dừng một chút, mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, Tuyết Nhi sau lưng, có một tôn tiềm long thế giới cao thủ, cho nên Tuyết Nhi mới có thể làm đến trước đây đủ loại. Nếu là dạng này ngược lại đơn giản, Niếp Chấn giọng của bên trong mang theo vạn phần bất đắc dĩ, hơn nữa trong đó sợ hãi, liền Diệp Trần cũng có thể tin tưởng cảm ứng được. Thở dài một tiếng, Niếp Chấn đạo, Diệp Trần,
Tổ thần cấp cường giả sở dĩ có thể hoành độ hư không, là bởi vì bọn họ nhục thân, đã đầy đủ cường đại, có thể kháng trụ trong hư không vặn vẹo hư không lực lượng pháp tắc. Vừa mới đó nữ tử, nhìn tu vi, bất quá mới chân đạo cảnh giới mà thôi, loại trình độ này thực lực, rơi vào hư không lời nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị hư không pháp tắc xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bản thân nàng cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại thân hóa lưu quang, chạy tới tiềm long thế giới. Ý của tiền bối là, Tuyết Nhi nhục thân đã so tổ thần cấp võ giả, càng thêm cường đại. Diệp Trần kinh ngạc miệng há mở. Niếp Chấn Đạo, không, cô gái kia nhục thân, hoàn toàn chính xác chỉ là chân đạo võ giả tiêu chuẩn, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng mà càng như vậy, nữ tử kia mới càng đáng sợ hơn. Diệp Trần nhíu mày, lập tức minh bạch Niếp Chấn nói tới ý tứ. Nếu là Mộ Dung Tuyết nhục thân cường đại, có thể làm đến hoành độ hư không, ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng mà bây giờ nhục thể của nàng, rõ ràng cường độ đồng dạng, lại có thể làm đến điểm ấy, điều này nói rõ, trên người nàng, còn có mặt khác một cỗ lực lượng thần bí, che chở lấy nàng. Diệp Trần, tại Tiềm Long thế giới, có một loại bí pháp, tên là Tam Sinh Tam Thế Luân Hồi Quyết, môn bí pháp này, có thể nhường những thế lực kia cường đại, linh hồn có thể độc lập tồn tại cường đại võ giả, luân hồi trùng sinh, bù đắp tự thân công pháp thiếu hụt, đợi đến hắn công đức viên mãn sau đó, luân hồi chuyển thế chi thân, liền sẽ trở về bản thể. Vừa mới đó nữ tử, vô cùng có khả năng, chính là Tiềm Long thế giới một tôn cự đầu, luân hồi chuyển thế chi thân. Niếp Chấn ngữ khí trầm trọng, đem chính mình suy đoán trong lòng, nói ra. Ý của ngươi là, Tuyết Nhi vẻn vẹn chỉ là Tiềm Long thế giới một tôn cường giả phân thân. Diệp Trần sắc mặt tái xanh đạo. Mộ Dung Tuyết tại Diệp Trần trong lòng địa vị, không người có thể so, cho nên, Diệp Trần căn bản là không có cách tiếp nhận Niếp Chấn hôm nay ý kiến. Niếp Chấn cũng biết điểm ấy, cho nên lập tức nói, Diệp Trần, tình huống cũng không phải là như ngươi nghĩ, đơn thuần chỉ là phân thân bí pháp, Tiềm Long thế giới cũng không hiếm thấy, mà Tam Sinh Tam Thế Luân Hồi Quyết, có thể tại Tiềm Long thế giới nắm giữ như vậy vang dội tên tuổi, chính là bởi vì. Này môn công pháp, hoàn toàn chính xác có thể xưng vô thượng diệu pháp, tu hành môn công pháp này võ giả, tự thân linh hồn, sẽ trọng nhập luân hồi, chuyển thế trùng tu, phân thân của hắn và tập thể, kỳ thực cũng không khác nhau quá nhiều. Cái này còn không sai biệt lắm, ít nhất chờ đến tìm được Tuyết Nhi thời điểm, nàng sẽ không thay đổi bộ dáng gì. Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm nói. Diệp Trần phản ứng, nhường Niếp Chấn có chút bất đắc dĩ, trả lời, Diệp Trần, ta nói nhiều như vậy, ngươi nên minh bạch ta ý tứ, nếu là nữ tử kia thật là một tôn cự đầu chuyển thế trùng sinh chi thân mà nói, đợi đến nàng khôi phục thân là cự đầu ký ức, ngươi cảm thấy, nàng sẽ như thế nào xử lý ngươi và nàng quan hệ trong đó. Diệp Trần không có trả lời Niếp Chấn vấn đề, mà là trầm mặc lại. Loại vấn đề này, sợ rằng đều không thể trả lời. Niếp Chấn hơi dừng lại phút chốc, tiếp tục nói, Diệp Trần, những thứ này cự đầu, tuổi thọ lâu đời, so ngươi sống thời gian dài nhiều lắm, cảm tình đối với bọn hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là thứ có cũng được không có cũng được mà thôi, thậm chí có thể, nàng sẽ cảm thấy cùng ngươi đoạn này tình, chính là ảnh hưởng nàng tu vi tăng lên chướng ngại, một khi nàng có loại ý nghĩ này, e rằng nàng lựa chọn thứ nhất, chính là chạy đến chân linh thế giới, đem người chém giết. Sẽ không, liền xem như Tuyết Nhi ký ức đông đảo những vật khác, ta tin tưởng, nàng cũng sẽ không quên ta. Diệp Trần giọng của, đột nhiên trở nên vô cùng kiên định đảo. Niếp Chấn thuyết phục Diệp Trần nhiều như vậy, chính là muốn nhường Diệp Trần quên Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà hắn cũng biết, Niếp Chấn đối với cảm tình là bực nào nghiêm túc, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đạo, Diệp Trần, đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta liền không lại nói thêm cái gì, tương lai lộ, từ đầu đến cuối còn muốn ngươi chính mình đi xong. Dường như là vì hòa dịu mình tâm tình khẩn trương, Niếp Chấn lần nữa nói, Diệp Trần, vừa rồi ta nói tới, vẻn vẹn chỉ là phán đoán của ta mà thôi, nói không chừng, Mộ Dung Tuyết bản thân có kỳ ngộ khác, cho nên mới sẽ cũng có trước rất nhiều dị tượng, việc ngươi cần, chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ. Dù là Mộ Dung Tuyết thật là một tôn cự đầu cấp nhân vật, ngươi cũng có thể đem nàng một lần nữa tìm về. Ta biết, Diệp Trần gật đầu một cái, ngữ khí kiên định đạo. Trước đây Mộ Dung Tuyết chết đi, Diệp Trần cũng không có từ bỏ, một mực kiên trì đến nàng một lần nữa phục sinh, bây giờ Mộ Dung Tuyết đã trùng sinh, Diệp Trần đương nhiên càng thêm không có khả năng từ bỏ. Tuyết Nhi trước khi đi, căn dặn ta đi Tiềm Long thế giới tìm nàng, xem ra, nếu là có cơ hội, ta muốn nhanh chóng chạy tới Tiềm Long thế giới. Diệp Trần trong lòng âm thầm nói thầm. Như thế một hồi công phu, trong căn mật thất này dị tượng, đã sớm dần dần biến mất.
Từ Mộ Dung Tuyết đột nhiên tỉnh lại, đến nàng lần nữa biến mất, tiếp đó Diệp Trần cùng Niếp Chấn không đoạn giao lưu, trong khoảng thời gian này kỳ thực không hề dài. Hiên Viên Tu mới vừa rồi bị Mộ Dung Tuyết trên thân xuất hiện dị thường sức mạnh đánh trúng, bản thân bị trọng thương, ngồi ở mật thất bên ngoài, điều tức phút chốc, chung quy là ổn định thương thế. Bởi vì lo lắng trong mật thất Diệp Trần, cho nên nhìn hắn không thể tiếp tục củng cố thương thế, mà là lập tức đứng lên, đi vào mật thất. Nhìn thấy Diệp Trần đã thần sắc như thường đứng tại trong mật thất, Hiên Viên Tu nỗi lòng lo lắng chung quy là thả xuống. Trong mật thất dị thường, hắn giã ma bên trên chú ý tới, nhìn không được hiếu kỳ nói, Diệp Trần, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có Mộ Dung Tuyết đâu? Nàng như thế nào biến mất? Những thứ này, nói rất dài dòng, Diệp Trần xoay người, nhìn về phía Hiên Viên Tu, trên mặt mang xin lỗi. Vừa rồi Hiên Viên Tu bị đánh bị thương một màn, Diệp Trần đã sớm chú ý đạo, cho nên bây giờ không có nói nhảm nhiều. Diệp Trần năm ngón tay vồ giữa không trung, trong mật thất còn sót lại một tia sinh mệnh lực lượng pháp tắc, bị Diệp Trần trực tiếp cầm ra, hóa thành một khỏa xanh biếc màu sắc đan dược. Đem trong tay đan dược đưa cho Hiên Viên Tu, Diệp Trần đạo, Hiên Viên tiền bối, người trước đem thương thế điều dưỡng một chút lại nói. Đậm đà sinh cơ, từ nơi này viên thuốc bên trên tán phát đi ra, Hiên Viên Tu đương nhiên biết, viên đan dược kia tuyệt đối là đồ tốt, cho nên cũng không chối từ, trực tiếp tiếp nhận, tiếp đó một ngụm nuốt vào. Theo đan dược bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực tại Hiên Viên Tu thể nội bạo phát đi ra, Hiên Viên Tu khí tức trên thân, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc đề thăng. Về sau, Hiên Viên Tu thậm chí cảm thấy, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lập tức có thể đột phá dưới mắt cảnh giới. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều mê hoặc, hơn nữa bên ngoài còn có huyết công tử cái này đại uy hiếp, bởi vậy Hiên Viên Tu cũng không lựa chọn tại lúc này đột phá, mà là đem loại kia sắp đột phá dị tượng, áp chế xuống. Không đợi Hiên Viên Tu nói chuyện, đứng tại Hiên Viên Tu trước mặt Diệp Trần, đột nhiên mở miệng nói, Hiên Viên tiền bối, gần nhất Nguyệt Hoa Đại Lục, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gần nhất Nguyệt Hoa Đại Lục, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần một câu nói, lập tức nhường Hiên Viên Tu trong lòng kinh hoàng đứng lên, nhìn không được âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ, Diệp Trần đã biết được hết thảy? Mặc dù Diệp Trần vừa rồi bày ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà Diệp Trần cảnh giới, dù sao vẫn dừng lại ở thánh đạo cảnh giới, cũng không bước vào thần đạo, cho nên Hiên Viên Tu trong lòng, vẫn không muốn để cho Diệp Trần biết được huyết công tử sự tình. Cho nên, nghe được Diệp Trần hỏi thăm, Hiên Viên Tu trong lòng hơi hồi hộp một chút, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì đạo, gần nhất Nguyệt Hoa Đại Lục phát sinh sự tình rất nhiều, bất quá phần lớn không quan trọng, Diệp Trần, ngươi vẫn là đem tinh lực đặt ở trên tu hành a, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo cảnh giới. Chỉ cần Diệp Trần đột phá thần đạo cảnh giới, trở thành thần đạo cường giả, cái kia dưới mắt hết thảy nguy cơ, cũng có thể giải trừ. Hiên Viên Tu kế hoạch phải không tệ, nhưng mà hắn lại rõ ràng xem thường Diệp Trần. Diệp Trần trên mặt lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Tu đạo, Hiên Viên tiền bối, vừa rồi ta đã phát hiện, Minh Nguyệt trong điện chư vị trưởng lão, thần sắc có chút dị thường, hơn nữa chúng ta rời đi thời điểm, ngươi còn cố ý truyền âm khuyên bảo, để bọn hắn giấu giếm huyết công tử tin tức, vừa rồi ta vội vã cứu sư tôn cùng Tuyết Nhi, không đếm xỉa tới những thứ này, thế nhưng là cũng không có nghĩa là, ta không biết những thứ này. Nghe nói như thế, Hiên Viên Tu thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ nói, Diệp Trần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể gạt được ngươi, đã ngươi đã biết một chút, vậy ta cũng không sợ đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Kế tiếp, Hiên Viên Tu đem gần nhất trong một năm, Nguyệt Hoa Đại Lục phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Diệp Trần. Trước đây Diệp Trần đem hỏa thần tộc cùng đồng lôi tộc bọn người toàn bộ trấn áp, Nguyệt Hoa Đại Lục chờ năm tòa đại lục, cơ bản đã khôi phục bình thường, hết thảy đều là bách phế đãi hưng. Nhưng mà ước chừng tại nửa năm trước thời điểm, một cái tự xưng huyết công tử nhân vật đáng sợ, xuất hiện ở Nguyệt Hoa Đại Lục, hắn mới xuất hiện, liền cho thấy thực lực tuyệt mạnh, đem Nguyệt thần tộc rất nhiều cao thủ, toàn bộ trấn áp. Nếu không phải vị này huyết công tử có mục đích khác, e rằng lúc đó trận chiến kia, Nguyệt thần tộc đã sớm chết thương thảm trọng. Vị này huyết công tử đem Nguyệt thần tộc sau khi đánh bại, phi thường cường thế bức bách Nguyệt thần tộc hàng phục với hắn, bắt đầu nghe theo hắn hiệu lệnh. Hiên Viên Tu nhóm người bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể tạm thời khuất phục. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, vị này huyết công tử mệnh lệnh kế tiếp, lại là từ Nguyệt Hoa Đại Lục các nơi, bắt võ giả, tiếp đó giao cho huyết công tử. Lúc bắt đầu, đám người còn không rõ ràng lắm vị này huyết công tử bắt nhiều như vậy võ giả, đến cùng có chỗ lợi gì. Nhưng mà sau đó, bí mật này lại bị người tiết lộ.
Nguyên lai, Huyết công tử bắt những võ giả này, lại là dùng cái này vô số võ giả tinh huyết tới tu hành, vẹn vẹn thời gian nửa năm, chết tại đây vị Huyết công tử trong tay võ giả, cơ hồ đạt đến hơn mấy chục vạn. Lúc này, mọi người mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị này Huyết công tử muốn tự xưng Huyết công tử. Hơn nữa, vị này Huyết công tử thủ đoạn tàn nhẫn, cũng làm cho đám người lo lắng không thôi, nghĩ hết biện pháp, nhưng căn bản không làm gì được Huyết công tử, ngược lại dẫn tới đối phương tức giận, liên tiếp chém giết mấy tên Nguyệt thần tộc trưởng lão. Cái này, nhường Hiên Viên Tu bọn người, triệt để minh bạch bọn họ và vị này Huyết công tử chênh lệch, cho nên chỉ có thể kiềm chế phẫn nộ trong lòng, chờ đợi thời cơ thích hợp, lại ra tay đối phó vị này Huyết công tử. Lại là lợi dụng võ giả tinh huyết tu hành, hơn nữa thực lực của hắn, càng là đạt đến thần đạo võ giả cảnh giới. Nghe xong Hiên Viên Tu nói tới, Diệp Trần cau mày trầm ngâm. Nguyệt Hoa Đại Lục đột nhiên bốc lên một vị như vậy thần bí Huyết công tử, hơn nữa đối phương còn dạng này bạo ngược, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền giết lục mấy chục vạn võ giả, nếu là không đem hắn giải quyết, Diệp Trần căn bản là không có cách yên tâm rời đi. Xem ra, trước lúc rời đi, ta muốn đi trước gặp một lần vị này Huyết công tử. Trong lòng yên lặng tính toán phút chốc, Diệp Trần ở trong lòng âm thầm nói. Mặc dù dựa theo Hiên Viên Tu nói tới, vị này Huyết công tử thực lực, có thể đã đạt đến thần đạo cảnh giới, nhưng mà lấy Diệp Trần thực lực hôm nay, căn bản không cần e ngại đối phương. Liền xem như đánh không lại đối phương, Diệp Trần cũng muốn trước tiên thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương như thế nào lại nói. Hiên Viên tiền bối, cái này Huyết công tử, dưới mắt ở nơi nào? Trầm ngâm phút chốc, Diệp Trần mở miệng dò hỏi. Hiên Viên Tu sắc mặt, lập tức đại biến đạo, Diệp Trần, ngươi cũng không phải là muốn cái này thời điểm đi tìm Huyết công tử a, lúc này, ngươi cũng không thể xúc động. Hiên Viên Tu tận tình khuyên bảo, chính là muốn thuyết phục Diệp Trần, từ bỏ lúc này đối phó Huyết công tử ý niệm. Thế nhưng là không muốn, lời của hắn vẫn chưa nói xong, Diệp Trần đã xem lời hắn, Hiên Viên tiền bối yên tâm đi, chuyện này ta tự có chừng mực. Lời nói nhất chuyển, Diệp Trần đạo tính toán thời gian, sư tôn ta không sai biệt lắm cũng nên tỉnh lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hiên Viên Tu mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng là cũng chỉ có thể đi theo Diệp Trần, đi ra căn mật thất này. Mặt khác một gian bên trong mật thất, mượn xác sống lại Ngô Trận Tử, đã sớm tỉnh lại. Lần nữa sống lại cảm giác, khiến cho Ngô Trận Tử tâm tình phức tạp vạn phần, một mực chờ hắn nhìn thấy Diệp Trần sau đó, tâm tình của hắn chung quy là điều chỉnh tới. Nhìn thấy đệ tử mình bây giờ đã trở thành chân linh thế giới hết sức quan trọng đại nhân vật, Ngô Trận Tử trong lòng, tự nhiên nhìn không được vì Diệp Trần mà kiêu ngạo. Mắt thấy đến sư tôn trùng sinh khôi phục, Diệp Trần trong lòng cũng là đại hỷ, tiến đến tìm kiếm Huyết công tử sự tình, tạm thời bị hắn đặt ở một bên, chuyên tâm bồi tiếp Ngô Trận Tử, muốn giúp sư tôn sớm ngày khôi phục lại những ngày qua trạng thái. Hai ngày phía sau, Minh Nguyệt Zoe, Diệp Trần cùng Ngô Trận Tử hai người, dọc theo thành nội đường phố phồn hoa nhất, tùy ý hướng về phía trước mà đi. Sư tôn, hôm nay chúng ta đi nếm thử Minh Nguyệt Thành đặc hữu mỹ thực, nói đến, ta tại Minh Nguyệt Thành cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là vẫn không có ăn qua nơi này mỹ thực, thực sự có chút tiếc nuối. Diệp Trần đứng tại Ngô Trận Tử bên cạnh, vừa nói cười, vừa hướng đi về trước đi. Hai người đem khí tức trên người ẩn tàng, giống như người bình thường đồng dạng, bốn phía không ngừng có võ giả từ bên cạnh hai người đi qua, lại không người có thể phát hiện hai người dị thường. Rất nhanh, hai người đi vào Minh Nguyệt Thành lớn nhất tiểu lâu, Nguyệt Hoa trong các. Tháng này Hoa Các có thể lấy Nguyệt Hoa hai chữ mệnh danh, có thể thấy được tuyệt không phải là hư danh. Diệp Trần hai người cũng không lựa chọn bí mật phòng khách, mà là tùy ý trong đại sảnh lựa chọn một cái bàn, cùng Ngô Trận Tử ngồi chung xuống. Ngô Trận Tử vừa mới tỉnh lại, đầu tiên muốn thích ứng, chính là cùng người xa lạ ở chung, bởi vậy Diệp Trần mới có thể mang theo hắn tới chỗ này. Bất quá, mới vừa vặn ngồi xuống, Diệp Trần trên mặt, đột nhiên lộ ra mấy phần băng lãnh chi ý. Ngô Trận Tử cảm thấy Diệp Trần thần sắc biến hóa, thấp giọng dò hỏi, Đồ Nhi, thế nào? Không có việc gì, chỉ là Minh Nguyệt trong điện, xảy ra một chút chuyện nhỏ. Diệp Trần nhếch miệng nở nụ cười, nhưng mà sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Thấy vậy, Ngô Trận Tử nhẹ giọng thở dài, Đồ Nhi, ta đã hoàn toàn khôi phục, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi đem làm xong việc, trở lại bồi ta. Ngô Trận Tử tính khí, Diệp Trần rất rõ ràng, cho nên nghe được Ngô Trận Tử nói như vậy, Diệp Trần mặc dù trong đôi mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, thế nhưng là vẫn là gật đầu nói là, sư tôn. Thân ảnh nhoáng một cái, Diệp Trần trực tiếp biến mất ở Nguyệt Hoa trong các, bốn phía,
căn bản không người phát hiện, trong đại sảnh đã thiếu một người. Rời đi Nguyệt Hoa Các, Diệp Trần thân ảnh, lập tức hướng về Minh Nguyệt Điện phóng đi. Linh hồn chi lực của hắn phóng thích mà đi, có thể rõ ràng cảm ứng được Minh Nguyệt trong điện phát sinh hết thảy. Giờ khắc này ở Minh Nguyệt trong điện, bỗng nhiên có hai tên trên thân mang theo hỏa thần tộc khí hơi thở võ giả, hướng về phía Hiên Viên Tu bọn người vênh váo tự đắc. Huyết công tử để các ngươi chuẩn bị đồ vật, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Minh Nguyệt trong điện, cái này hai tên khuôn mặt xấu xí hỏa thần tộc võ giả, thần sắc mười phần cao ngạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Vốn là, thân phận của hai người này địa vị hèn mọn, liền xem như tại ban đầu hỏa thần trong tộc, cũng không thể coi là nhân vật trọng yếu gì, cái này cũng là vì cái gì, hỏa thần tộc tao ngộ ách nạn, cơ hồ cả tộc đều diệt, nhưng mà bọn hắn lại còn sót lại tiếp nguyên nhân. Nhưng mà kể từ theo huyết công tử, thực lực của hai người bọn họ nhanh chóng tinh tiến, liền tự thân địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Thời gian nửa năm xuống, hai người thậm chí đã dưỡng thành dưới mắt loại này coi trời bằng vung tâm thái. Hiên Viên Tu bọn người, đứng tại Minh Nguyệt trong điện, sắc mặt phần lớn xanh xám vô cùng. Kể từ khi biết Diệp Trần dự định muốn đối vị này huyết công tử ra tay sau đó, Hiên Viên Tu dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, căn bản liền không có nghe theo cái này huyết công tử mệnh lệnh. Mặc dù đã dự định đi theo Diệp Trần phản kháng vị này huyết công tử, nhưng mà bây giờ đối mặt huyết công tử sứ giả, tất cả mọi người vẫn là lập tức cảm thấy áp lực trọng trọng. Mà hai danh hỏa thần tộc võ giả, nhìn thấy đám người dáng vẻ trầm mặc, trên mặt cuồng thái càng thêm rõ ràng đạo, xem ra lại có người không biết sống chết, muốn phản kháng huyết công tử. Còn cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết huyết công tử uy nghiêm không người có thể nghịch. Một người khác, trong miệng cười lạnh nói. Cái này hai danh hỏa thần tộc võ giả, trong tay lấy ra một cây màu sắc máu đỏ sáo ngắn, tiến đến bên miệng, thổi lên. Tiếng địch vừa mới vang lên, trong đại điện vài tên trưởng lão, lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ. Tôn trưởng lão bọn hắn vậy mà cũng trúng chiêu, đến cùng lúc nào. Hiên Viên Tu bọn người ở tại một bên thấy cảnh này, lập tức người người thần sắc đại biến. Lặng yên không một tiếng động tại võ giả thể nội bố trí cấm chế, cái này cũng là vì kia huyết công tử đáng sợ một trong thủ đoạn. Chỉ là nhường đám người không nghĩ tới, rõ ràng trước mắt cái này vài tên trưởng lão, cũng chưa gặp qua huyết công tử, vậy mà cũng bị gieo cấm chế. Theo tiếng địch không ngừng vang lên, cái này vài tên trưởng lão sắc mặt đau đớn, huyết dịch cả người tựa hồ sôi trào lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, đau đớn kêu rên đứng lên. Những trưởng lão này bên trong, cũng không thiếu thánh đạo cao thủ, nhưng liền xem như thánh đạo cao thủ, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản được tiếng địch này. Một đám loại người ngu xuẩn, tại huyết công tử trước mặt, các ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Cái kia hai danh hỏa thần tộc võ giả, một người thổi góp sáo ngắn, một người khác, trong miệng đắc ý cuồng tiếu. Hai người các ngươi, giống như mới thật sự là sâu kiến a. Hừ lạnh một tiếng, tại Minh Nguyệt ngoài điện vang lên. Diệp Trần thân ảnh, ở trong đại điện đột ngột xuất hiện, vẻn vẹn nhoáng một cái, đã tới trước mặt mọi người. Đã biết được vừa rồi trong đại điện đã xảy ra chuyện gì, Diệp Trần, đi tới trước mặt mọi người, không nói hai lời, một cái tay cầm ra, lập tức đem cái kia sáo ngắn, bắt được trong tay. Biến cố như vậy, nhường cái này hai danh hỏa thần tộc võ giả, vừa sợ vừa giận, trong miệng cả kinh kêu lên, ngươi là người nào, vậy mà dạng này không biết sống chết, dám đắc tội chúng ta. Chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách để cho ta đắc tội. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía cái này hai danh hỏa thần tộc võ giả, mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng pháp tắc nở rộ, lập tức đem hai người này giam cầm ở một bên. Nếu không phải Diệp Trần cảm thấy hai người này còn hữu dụng chỗ lời nói, vừa rồi một kích kia, đã đủ để cho hai người này thịt nát xương tan. Tiện tay cầm cố lại hai người này, Diệp Trần ánh mắt, nhìn về phía trong đại điện cái kia vài tên kêu rên không dứt trưởng lão. Một đạo tiếng địch, lại có thể để bọn hắn đau đớn thành cái dạng này, có thể tưởng tượng được, chỉ cần trên thân vẫn lưu lại dạng này ám tật, e rằng cái này vài tên trưởng lão, sau này đều không thể không trở thành vị kia huyết công tử khôi lỗi. Ánh mắt tại vài tên trưởng lão trên người quét mắt phút chốc, Diệp Trần nhíu lông mày, lập tức thư giãn xuống. Loại này cổ quái cấm chế, ngược lại cũng coi là đặc biệt. Âm thầm thì thầm một tiếng, Diệp Trần đi đến cái này vài tên trước mặt trưởng lão, ngón tay chỉ ở mấy người cái trán. Một tia tơ máu, theo Diệp Trần ngón tay của, từ nơi này vài tên trưởng lão cái trán bốc lên, giống như một cây màu máu đỏ sợi tóc một dạng, cuối cùng bị Diệp Trần một chút rút ra. Thiếu đi căn này tơ máu,
Cái này vài tên trưởng lão lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng xuống, thống khổ vừa rồi cảm giác sớm đã không cánh mà bay. Diệp công tử, đa tạ. Cái này vài tên bị Diệp Trần cứu trưởng lão, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Diệp Trần, cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Một bên, nhìn thấy Diệp Trần nhẹ nhàng như vậy liền đem huyết công tử bố trí thủ đoạn hóa giải, cái kia hai danh hỏa thần tộc võ giả, sắc mặt lộ ra mấy phần bất an, đạo, ngươi là người nào? Cũng dám đắc tội huyết công tử, nếu là bị huyết công tử biết được, ngươi không có kết cục tốt. Phải không, vừa vặn ta bây giờ có rảnh, liền bồi các ngươi đi gặp vị này huyết công tử khỏe. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía cái này hai danh hỏa thần tộc võ giả, cười lạnh một tiếng, một tay một cái, mang theo hai người bọn họ, biến mất ở minh nguyệt trong điện. Đợi đến hiên viên tu bọn người lúc phản ứng lại, Diệp Trần đã sớm mang theo hai người này, rời đi minh nguyệt thành. Đối mặt cái này hai tôn hỏa thần tộc võ giả, Diệp Trần căn bản lười nhắc nhiều hơn nữa nói nhảm cái gì, trực tiếp thi triển vạn hóa hồn quyết, linh hồn chi lực hóa thành một cây gai nhọn, đâm vào cái này hai tên võ giả chỗ sâu trong óc, bắt đầu rút ra trí nhớ của bọn hắn. Hai người này mặc dù đồng dạng thân là thánh đạo võ giả, nhưng mà thực lực của bọn hắn, cùng Diệp Trần so sánh nhất định chính là trên trời dưới đất. Liền trí nhớ của bọn hắn, Diệp Trần cũng rất dễ dàng liền rút lấy đi ra. Từ nơi này hai người rất nhiều trong trí nhớ, Diệp Trần đem có quan hệ huyết công tử bộ phận, móc ra. Vĩnh Lăng Thành, vị này huyết công tử thật là phách lối, vậy mà tự mình chiếm một tòa thành trì, hơn nữa đem toàn bộ thành trì toàn bộ cải tạo. Từ nơi này hai danh hỏa thần tộc võ giả trong trí nhớ tháo rời ra nội dung, nhưng Diệp Trần thần sắc, mười phần âm trầm. Bởi vì, vị kia huyết công tử, bây giờ vậy mà tùy tiện cưỡng chiếm Nguyệt Hoa Đại Lục một tòa đại thành không nói, lại còn đem người bên trong thành, toàn bộ diệt sát, luyện hóa trở thành một đầu cực lớn huyết hà. Nửa năm này thời gian bên trong, huyết công tử chém giết những cái kia võ giả, cũng đồng dạng cũng là kết cục này, hôm nay Vĩnh Lăng Thành, đã biến thành một tòa thành chết không nói, Vĩnh Lăng Thành trong phạm vi, thậm chí đã hoàn toàn đã biến thành một đầu huyết hà phạm vi. Bực này tà ma, đơn giản so đồ lão ma còn muốn ngang ngược, nếu là hôm nay ta không cách nào đem hắn chém giết, e rằng sau này hắn sẽ tác nghiệt càng lớn. Diệp Trần trong lòng, bây giờ bắt đầu tràn ngập sát ý. Diệp Trần mặc dù không là loại kia ái tâm tràn lan bạch liên hoa, nhưng mà đối mặt bực này giết người vô số gian ác võ giả, hắn cũng không ngại ra tay chém giết. Vĩnh Lăng Thành ở vào Nguyệt Hoa Đại Lục hướng Tây Bắc. Khi lấy được vật mình muốn sau đó, Diệp Trần tùy ý một chiêu, trực tiếp đem cái kia hai danh hỏa thần tộc võ giả, đánh hài cốt không còn, tiếp đó tốc độ cao nhất hướng về Vĩnh Lăng Thành chạy tới. Khoảng cách Vĩnh Lăng Thành còn cách một đoạn, Diệp Trần chóp mũi, đã rõ ràng ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Theo hắn không ngừng tới gần Vĩnh Lăng Thành, cỗ này mùi máu tươi, cũng càng lúc càng nồng nặc. Tuy Diệp Trần đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn đi tới Vĩnh Lăng Thành bầu trời, nhìn thấy phía dưới tràng cảnh thời điểm, trong lòng vẫn nhìn không được đã tuôn ra một cỗ căm giận chi tình. Thời khắc này Vĩnh Lăng Thành bên trong, cơ hồ không có một cái vật sống, cả tòa thành trì, đã bị một cái biển máu bao phủ, cái này mùi máu tanh nồng nặc, chính là từ trong biển máu truyền tới. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt một mắt, Diệp Trần ánh mắt, tập trung vào ở vào biển máu này trung ương một tòa lầu các phía trên. Tòa này lầu các, cũng là toàn bộ Vĩnh Lăng Thành, một tòa duy nhất không có bị huyết thủy ăn mòn kiến trúc. Huyết công tử, Diệp Trần linh hồn chi lực, lập tức cảm ứng được ở vào tòa này trong lầu các huyết chi khí tức. Nhưng Diệp Trần kinh dị là, phía dưới trong lầu các, cũng không phải là chỉ có một người, mà là có hai người, trên người hai người này tản mát ra khí tức, cơ hồ giống nhau như đúc, tất cả đều là một cỗ huyết tinh khí tức hung ác. Rất rõ ràng, hai người này, chính là gần nhất tại Nguyệt Hoa Đại Lục náo ra không thiếu phong ba huyết công tử. Mặc dù không xác định hai người này, đến cùng cái nào là vị kia huyết công tử, nhưng khi nhìn hai người này hành vi điệu bộ, rõ ràng đều không phải là hạng người lương thiện gì. Có người. Phía dưới, hai người này cảm giác, tương đương nhạy cảm, Diệp Trần linh hồn chi lực vừa mới phát hiện trên thân hai người này lập tức phân biệt ra được, trong miệng khẽ quát một tiếng, từ phía dưới trong lầu các gào thét mà ra. Diệp Trần, vừa mới xông ra lầu các, nhìn thấy Diệp Trần thân ảnh, hai người này trong miệng kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó. Một cỗ trùng thiên oán khí, đột nhiên từ trên thân hai người tán phát ra, Diệp Trần, đây là ngươi tự tìm đường chết, chúng ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, cơ hồ khiến phía dưới huyết hải cũng theo đó run rẩy. Cảm thụ được phía trước truyền tới kinh người tức giận,
Diệp Trần trong đôi mắt cũng lộ ra mê hoặc chi ý. Trước mắt hai người này, trên thân tản ra kinh người sát khí, hơn nữa trên mặt cũng tất cả đều mang theo mặt nạ đồng xanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tức cùng thân ảnh, Diệp Trần căn bản vốn không nhớ kỹ, mình và hai người này có qua lại gì. Nhưng mà hai người này phản ứng, lại rõ ràng là cùng hắn có lớn lao ân oán. Nhìn thấy Diệp Trần trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc, trước mắt hai người này, trong miệng truyền ra một tiếng cừu hận cười lạnh. Đào, Diệp Trần, ngươi vậy mà quên chúng ta tên của hai người, chúng ta thế nhưng là vĩnh sinh cũng sẽ không đem ngươi quên. Cũng được, để cho ngươi thấy rõ ràng, chúng ta rốt cuộc là ai, miễn cho chờ sau đó ngươi chết, cũng không biết là ai giết ngươi. Vừa nói chuyện, hai người này chậm rãi đem mặt nạ trên mặt bóc xuống. Nhìn thấy trước mặt hai người này chân dung, Diệp Trần thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, chợt bình tĩnh trở lại. Đạo, quả nhiên là người quen biết cũ, Thích Tội, Thích Trần Sa. Hai người các ngươi tốt xấu đã từng là hoàng thần tộc nhân vật thiên tài, không nghĩ tới vậy mà lại rơi xuống tình trạng này, giống như là một con chuột một dạng, trốn ở chỗ này tu luyện tà công. Bây giờ xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt hai người này, lại là trước đây phản bội hoàng thần tộc Thích Tội hòa Thích Trần Sa hai người. Bất quá, cùng trước kia so sánh, hai người này ngược lại là xảy ra thay đổi cực lớn. Trước kia, dung mạo của bọn hắn cũng coi như là tuấn mỹ, nhất là Thích Trần Sa, càng là phong lưu phóng khoáng. Lại không nghĩ, hôm nay bọn hắn đã trở nên đầy người tà khí, gò má đẹp trai cũng biến thành vô cùng dữ tợn, từng đạo vết máu trải rộng khuôn mặt, giống như là trên mặt dài ra vô số đầu dữ tợn con run giống như. Nếu không phải hai người bọn họ còn miễn cưỡng duy trì nguyên trạng, e là cho dù là Diệp Trần cũng không dám xác nhận thân phận của hai người. Xác định Thích Tội hòa Thích Trần Sa thân phận, Diệp Trần trong lòng ngược lại là một chút an tâm rất nhiều. Phía trước, trong lòng của hắn có chút bận tâm vì kia huyết công tử cũng không phải là một người, mà là sau lưng có thế lực cường đại âm thầm ủng hộ. Nếu là như vậy, cho dù là Diệp Trần chém giết vị này huyết công tử, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thay đổi Nguyệt Hoa Đại Lục hiện trạng. Nhưng nếu là Thích Tội hòa Thích Trần Sa chính là huyết lời của công tử, cái kia hết thảy thì đơn giản nhiều. Thích Tội hòa Thích Trần Sa thực lực tất nhiên xem như không tệ, nhưng mà, hai người bọn họ phản bội hoàng thần tộc sau đó, đã là chó nhà có tang, một người cô đơn. Diệp Trần chỉ cần chém giết hai người bọn họ, liền sẽ không cần lo lắng hai người sau đó còn có thể nhấc lên đợt sóng gì. Trong lòng rất nhiều ý niệm thoáng qua, Diệp Trần ánh mắt tập trung ở Thích Tội hòa Thích Trần Sa hai người. Đối với cái này hai người dưới mắt thực lực, Diệp Trần cũng là tương đối hiếu kỳ. Thích Tội hòa Thích Trần Sa thiên phú mặc dù cũng xem là tốt, thậm chí so yến tu bọn người còn phải mạnh hơn một bậc, nhưng là bọn họ bội phản hoàng thần tộc sau đó, cũng lại không chiếm được hoàng thần tộc bất luận cái gì tài nguyên, tốc độ tu hành như vậy, tuyệt đối không nhanh đi đến nơi nào. Cho nên nói, nếu như làm từng bước tu hành, Thích Tội hòa Thích Trần Sa hai người, dưới mắt có thể có được thánh đạo cửu trọng thiên thực lực, đã là cực hạn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bây giờ trên người hai người khí tức quỷ dị, mơ hồ còn mang theo vài phần phép tắc khí tức. Điều này nói rõ, hai người bây giờ đã mò tới phép tắc biên giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần đạo cảnh giới. Hiên viên tu bọn người sở dĩ sẽ ngộ nhận là huyết công tử đã bước vào thần đạo cảnh giới, nghĩ đến cũng chính bởi vì điểm ấy. Lợi dụng huyết dịch tu hành, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem thực lực tăng lên tới trình độ này, xem ra hai người bọn họ, tại bội phản hoàng thần tộc sau đó, cũng là có kỳ ngộ khác mới đúng. Diệp Trần trong lòng thầm nhủ một tiếng. Cùng lúc đó, Thích Tội hòa Thích Trần Sa hai người, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, lại càng ngày càng băng lãnh. Cuối cùng, hai người cuối cùng nhìn không được lửa giận trong lòng, đột nhiên bộc phát, khí tức trên thân, giống như hóa thành từng lớp biển máu, hướng về Diệp Trần ăn mòn tới. Một cỗ quỷ dị pháp tắc sức mạnh, dung nhập cỗ khí tức này bên trong, cùng một chỗ hướng về Diệp Trần tràn tới. Loại thực lực này, vậy mà trước mặt đã có gấp hai lực lượng pháp tắc trình độ. Cảm nhận được Thích Tội hòa Thích Trần Sa trên thân hai người bộc phát ra cỗ lực lượng này, Diệp Trần trong lòng lập tức đem thực lực của hai người tiêu chuẩn phán đoán đi ra. Thánh đạo cửu trọng thiên, liền có thể thi triển ra gần như gấp hai lực lượng pháp tắc công kích, loại thực lực này, hoàn toàn chính xác xem như 10 phần hiếm thấy. Nếu là không có Diệp Trần mà nói, hôm nay Thích Tội hòa Thích Trần Sa hai người, đã có thể tính là thực sự linh thế giới, trong thế hệ thanh niên người thứ nhất. Đánh giá ra Thích Tội hòa Thích Trần Sa thực lực của hai người tiêu chuẩn, Diệp Trần đối với trên người hai người kỳ ngộ, càng hiếu kỳ hơn. Bất quá, hắn ra tay lại không có mảy may lưu tình. Ông một tiếng, tùy ý đấm ra một quyền, dung hợp lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, lập tức đem Thích Tội hòa Thích Trần Sa hai người bao phủ.
Tay cầm Quân Vương Thánh Kiếm dưới tình huống, Diệp Trần bây giờ thậm chí có thể đánh ra gấp 10 lực lượng pháp tắc công kích, loại thực lực này, vượt xa Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người liên thủ. Liền xem như không sử dụng Quân Vương Thánh Kiếm, Diệp Trần thực lực, cũng đủ để nghiền ép hai người. Bởi vậy, đối mặt Thích Tội Hòa Thích Trần Sa công kích, Diệp Trần căn bản không có áp lực chút nào. Cảm thấy Diệp Trần tiện tay một quyền mang đến đáng sợ áp lực, Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người, thần sắc từ cuồng ngạo, đã biến thành chấn kinh. Ở tại bọn hắn hai người trong mắt, Diệp Trần thực lực, hẳn là vẫn dừng lại ở lưỡng giới sơn đánh một trận trình độ, cũng chính là có thể so với nửa bước thần đạo võ giả thực lực. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần cho thấy thực lực, để cho hai người trong lòng đơn giản có chút tuyệt vọng. Huyết thần, đột nhiên, mặt mũi tràn đầy không cam tâm thần sắc Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người, trên thân đột ngột bạo phát ra một cỗ huyết khí. Tại này cổ huyết khí ảnh hưởng dưới, phía dưới cái kia vô số huyết hải, vậy mà trong nháy mắt sôi trào, hóa thành từng đoàn huyết khí, xông vào Thích Tội Hòa Thích Trần Sa trong cơ thể hai người, để cho hai người khí tức trên thân cấp tốc tăng vọt. Vẫn còn có thể tạm thời tăng cao thực lực thủ đoạn, bất quá liền xem như các ngươi có thủ đoạn như vậy, cũng vô dụng. Cảm nhận được Thích Tội Hòa Thích Trần Sa trên thân thực lực biến hóa, Diệp Trần chỉ là hơi kinh ngạc phút chốc, chợt, hắn không thèm để ý chút nào lắc đầu, trong tay Quân Vương Thánh Kiếm chợt thoáng hiện. Hưu, một đạo kiếm quang, tại trước mặt hai người xuất hiện. Thích Tội Hòa Thích Trần Sa gọi tới đạo kia huyết hải khí tức, chưa chui vào trong cơ thể hai người, đã bị Diệp Trần một kiếm chặt đứt, hóa thành đầy trời huyết khí, tan rã tại không khí bốn phía bên trong. Mà Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người, phảng phất nhận lấy phản phệ đồng dạng, toàn thân đột nhiên rung động phút chốc, tiếp đó con mắt đảo một vòng, từ không trung trực tiếp rớt xuống, triệt để hôn mê đi. Diệp Trần cũng không khách khí, đưa tay đem hai người nắm trong tay, tiếp đó hướng về Minh Nguyệt Thành phương hướng phóng đi. Hiên Viên tiền bối, hai người này, có phải hay không các ngươi thấy qua Huyết công tử? Minh Nguyệt trong điện, Diệp Trần tương Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người, tiện tay ném lên mặt đất, tiếp đó hỏi thăm một bên Hiên Viên tu đạo. Minh Nguyệt trong điện đám người, bây giờ đã tất cả đều mắt kinh ngây mồm nhìn xem trên đất Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người. Không nói trước hai người này đến cùng phải hay không Huyết công tử, chỉ là bây giờ Thích Tội Hòa Thích Trần Sa trên thân hai người tản ra khí tức đáng sợ, liền để trong đại điện đám người có chút ngạt thở. Thế nhưng là dạng này hai tôn cường giả, vậy mà giống như hai đầu giống như chó chết, bị Diệp Trần thoáng qua ở giữa, tựa ở ngoài ngàn dặm bắt trở về. Diệp Trần thực lực của hắn, bây giờ đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Hiên Viên tu khuôn mặt cười khổ, lúc này mới cuối cùng xác định, lúc trước hắn quá coi thường Diệp Trần thực lực. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần một mắt, Hiên Viên sửa thần sắc trở nên ngưng trọng, nhìn về phía trên đất Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người, mở miệng nói, trước đó mỗi lần Huyết công tử xuất hiện thời điểm, cũng là mang theo mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ lắm dung mạo, bất quá đơn thuần từ trên khí tức phán đoán, hai người này xác thực chính là Huyết công tử không giả. Minh Nguyệt trong điện, Hiên Viên sửa thực lực tối cường, cho nên hắn chính miệng xác định Huyết công tử thân phận, mọi người nhất thời lại không hoài nghi. Nguyên lai Huyết công tử lại là hai người, khó trách ta phía trước từng thấy Máu công tử hai lần, khí tức của bọn hắn cũng không giống nhau, ta còn tưởng rằng, đây là bởi vì Huyết công tử tu hành một loại nào đó đặc biệt võ kỹ đâu. Vị này Huyết công tử thực lực như thế, đã vậy còn quá nhanh liền bị Diệp Trần cho bắt tới, xem ra Diệp Trần hắn đã bước vào thần đạo cảnh giới. Bốn phía mọi người tiếng bàn luận xôn xao âm, Diệp Trần cũng lười để ý sẽ, ánh mắt nhìn về phía té xuống đất Thích Tội Hòa Thích Trần Sa hai người. Hắn đối với hai người này kinh lịch, hết sức tò mò, chỉ là đáng tiếc, hai người bọn họ vận dụng bí pháp tăng cao thực lực, cuối cùng thất bại, chịu đến phản phệ, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tỉnh lại. Tất nhiên không cách nào tỉnh lại, vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Hơi trầm ngâm, Diệp Trần trong lòng làm ra quyết định, đi đến trước mặt hai người, cường đại linh hồn chi lực, từ Diệp Trần trên thân bốc lên, hóa thành một đạo lực vô hình, ăn mòn đến Thích Tội thể nội. Phía trước, Diệp Trần chính là lợi dụng loại này siêu hồn bí thuật, đem cái kia hai tên hỏa thần tộc võ giả ký ức vơ vét sạch sẽ. Bây giờ lần nữa thi triển, đối tượng lại đổi thành hư hư thực thực Huyết công tử Thích Tội. Cái kia hai tên hỏa thần tộc võ giả, thực lực mới vừa vặn bước vào thánh đạo cảnh giới, linh hồn chi lực cực kỳ yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Trần siêu hồn bí thuật. Nhưng mà Thích Tội thực lực, cũng đã đạt đến nửa bước thần đạo võ giả cực hạn, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại. Lấy Diệp Trần linh hồn chi lực cường đại, trong thời gian ngắn, vậy mà cũng không cách nào công phá Thích Tội linh hồn bên trong phòng ngự.
Thử một cái, Diệp Trần không có thể thành công tương thích tội ký ức cướp đoạt tới, cái này khiến Diệp Trần lông mày lập tức nhăn lại. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Trần trong tay lấy ra một khỏa tản ra khí tức tà ác thủy tinh cầu. Đem viên này thủy tinh cầu nâng ở trong tay, Diệp Trần linh hồn chi lực, mượn nhờ viên này thủy tinh cầu, lần nữa hướng về trước mặt thích tội thể nội ăn mòn đi qua. Viên này thủy tinh cầu, chính là Diệp Trần từ tà thần trong bộ lạc lấy được thần hồn linh bảo thông linh tà châu, bởi vì này kiện thần hồn linh bảo quá mức gian ác, liền xem như Diệp Trần, cũng không cách nào đem dễ dàng trưởng khống. Cho nên, kể từ lấy được cái này thần hồn linh bảo sau đó, Diệp Trần liền cơ hồ không có động tới bảo vật này. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần lại đem này châu lấy ra, muốn mượn thông linh tà châu sức mạnh, tương thích tội ký ức cho cướp đoạt tới. Thần hồn linh bảo, chính là áp đảo hồng mông linh bảo trên bảo vật, mỗi một kiện đều chân quý dị thường. Cái này thông linh tà châu mặc dù là tà thần lưu lại, bản thân phẩm chất, căn bản là không có cách cùng Diệp Trần trong tay phù đồ tháp cùng với quân vương thánh kiếm so sánh, nhưng mà viên này thông linh tà châu tại ảnh hưởng linh hồn phương hướng, lại cực kỳ đáng sợ. Diệp Trần lấy ra viên này thông linh tà châu sau đó, linh hồn chi lực của hắn, lập tức trở nên có chút tà dị, lấy một loại cực kỳ đặc biệt thủ đoạn, ăn mòn đến rồi thích tội thể nội. Lần này, Diệp Trần rất nhanh liền cảm ứng được thích tội ký ức chỗ sâu hình ảnh. Có thể trước hết nhất bị Diệp Trần cảm ứng được nội dung, nhất định là thích tội coi trọng nhất nội dung, cho nên Diệp Trần thần sắc, tại thời khắc này cũng lập tức ngưng trọng rất nhiều, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được từ thích tội trên thân truyền tới ký ức. Nhưng mà chờ Diệp Trần nhìn thấy thích tội trong trí nhớ thứ nhất hình ảnh sau đó, lập tức thần sắc đại biến. Bởi vì tại thích tội trong trí nhớ, ấn tượng sâu sắc nhất nhân, lại là trước đây đã từng cùng Diệp Trần giao thủ qua Cổ Lam Tinh. Cổ Lam Tinh đến từ Tiềm Long thế giới, mặc kệ thực lực hay là địa vị, đều cực kỳ đáng sợ. Thích tội vậy mà lại cùng Cổ Lam Tinh có chỗ gặp nhau, điểm ấy ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Diệp Trần ngoài dự liệu. Ngưng thần cẩn thận cảm thụ được những thứ này từ thích tội trong trí nhớ truyền tới nội dung, Diệp Trần thần sắc kinh ngạc, dần dần bình tĩnh trở lại. Dựa theo thích tội ký ức, hắn cùng Cổ Lam Tinh biết nguyên nhân, ngược lại là rất đơn giản, bởi vì hắn hòa thích Trần Sa hai người, đều là bị Ngao Hận Trời đưa đến Cổ Lam Tinh bên người. Ngao Hận Trời cùng Cổ Lam Tinh hai người, tựa hồ đã đạt thành giao dịch nào đó. Ngao Hận Trời âm thầm giúp Cổ Lam Tinh không ít việc, mà xem như đại giới, Cổ Lam Tinh cũng truyền thụ Ngao Hận Trời không thiếu tới đây Tiềm Long thế giới vũ khí cường đại. Thích tội hòa thích Trần Sa loại này lợi dụng huyết dịch, để thăng thực lực bản thân gian ác bí thuật, chính là từ Cổ Lam Tinh trên thân có được. Răng rắc, ngay tại Diệp Trần ngưng thần cảm ứng điều này thời điểm, té xuống đất thích tội trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ, một cỗ khí tức tà ác, ở trong cơ thể hắn đột ngột xuất hiện, trực tiếp tương thích tội linh hồn, triệt để gạt bỏ. Là Cổ Lam Tinh tại thích tội thể nội còn để lại ám thủ. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù hắn cũng không tương thích tội toàn bộ ký ức cướp đoạt tới, nhưng mà chỉ là dưới mắt những nội dung này, cũng đủ để cho Diệp Trần hài lòng. Ban đầu ở Long Thần trong tộc, Ngao Hận Trời đã từng khống chế mấy tôn thực lực cường đại chiến thi khôi lỗi, Ngao Hận Trời thân là đường đường Long Thần tộc tộc trưởng, làm sao lại nắm giữ như thế tà thuật, điểm ấy trước đây nhường Diệp Trần hết sức tò mò, bí ẩn này, bây giờ chung quy là giải khai. Ngao Hận Trời hết thời gian ác bí thuật, rõ ràng đều đến từ Cổ Lam Tinh. Cổ Lam Tinh đến từ Tiềm Long thế giới, có thể có được cái này rất nhiều bí thuật, cũng không hiếm lạ. Hơn nữa, Cổ Lam Tinh cùng Ngao Hận Trời làm giao dịch thời điểm, rõ ràng là hố Ngao Hận Trời một cái, hắn dạy cho Ngao Hận Trời cái này rất nhiều bí thuật, cơ hồ mỗi một loại cũng là tà thuật. Ngao Hận Trời bọn người tu hành những thứ này tà thuật, trong thời gian ngắn, đích xác có thể thực lực đại tiến, thế nhưng lại đem chính mình tương lai, toàn bộ bồi loại bí thuật này bên trong. Trừ cái đó ra, thích tội bọn người tu hành những thứ này bí thuật thời điểm, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động bị Cổ Lam Tinh âm thầm khống chế lại, điểm ấy, e là cho dù là thích tội hòa thích Trần Sa hai người, cũng không cảm thấy. Cổ Lam Tinh người này, không những thực lực cường đại, địa vị cực cao, liền tâm cơ cũng thâm trầm như vậy. Diệp Trần trong lòng, đối với cái kia thần bí Cổ Lam Tinh, lập tức tràn đầy cảnh giác. Bất quá may mắn là, dựa theo Mai Di nói tới, Cổ Lam Tinh cùng Hoàng Nhan hai người, cũng sẽ không tại chân linh thế giới chờ thời gian quá dài, chỉ cần thời gian nửa năm, hai người liền sẽ rời đi chân linh thế giới. Cho nên, Diệp Trần trong lòng mặc dù đối với Cổ Lam Tinh vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ nhưng cũng không coi hắn là thành đại địch số một. Cổ Lam Tinh âm thầm bố trí hậu chiêu, tương thích tội trực tiếp chém giết,
phòng ngừa nhiều bí mật hơn bị Diệp Trần nhìn trộm tới. Diệp Trần quét mắt một mắt Thích Tội thi thể, ánh mắt lập tức chuyển hướng một bên Thích Trần Sa. Hai người này, liền xem như toàn bộ chết đi, Diệp Trần cũng sẽ không cảm thấy có chút áy náy, bởi vậy, Diệp Trần linh hồn chi lực, lập tức chui vào Thích Trần Sa thể nội, bắt đầu nếm thử cướp đoạt Thích Trần Sa ký ức. Có vừa rồi cướp đoạt Thích Tội trí nhớ kinh nghiệm, Diệp Trần tại Thích Trần Sa trên thân lần nữa thi pháp, thủ pháp muốn thông thạo rất nhiều. Rất nhanh, từng đoạn mảnh vỡ ký ức, trực tiếp truyền vào Diệp Trần trong đầu. Thích Trần Sa ký ức, rất nhiều nội dung cùng Thích Tội cũng là lớn cùng tiểu dị, đơn giản chính là tràn đầy oán hận, muốn tìm Diệp Trần báo thù, cho nên mới sẽ lựa chọn tu hành từ cổ lam tinh trong tay có được tà thuật, cuối cùng đem chính mình làm trở thành dưới mắt loại này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Chỉ là, Thích Trần Sa ký ức trong tấm hình, so Thích Tội trong trí nhớ thêm một người, đó chính là Long Thần tộc khi xưa tộc trưởng chi tử Ngao Đằng. Nhưng Diệp Trần cũng theo đó ngạc nhiên là, nguyên lai gần nhất đem Nguyệt Hoa Đại Lục đảo loạn huyết công tử, cũng không phải là Thích Tội hoặc Thích Trần Sa bất kỳ người nào, mà là Ngao Đằng. Ngao Hận Trời bị Ngao Minh đuổi xuống Long Thần tộc tộc trưởng bảo tỏa, cuối cùng bồi phản Long Thần tộc, Ngao Đằng đương nhiên cũng đi theo phụ thân bồi phản mà ra. Đánh mất Long Thần tộc thiếu tộc trưởng thân phận, Ngao Đằng tại chân linh thế giới thân phận địa vị, đương nhiên là rớt xuống ngàn trượng, cũng lại không có đi qua phong quang. Loại tình cảnh này, nhưng Ngao Đằng đối với Diệp Trần, đồng dạng tràn đầy hận ý. Cho nên, loại này lợi dụng tinh huyết tu hành bí pháp. Trên thực tế, chính là hắn trước hết nhất từ Ngao Hận Trời trong tay lấy được, đợi đến hắn tu hành đến rồi cảnh giới tiểu thành sau đó, lúc này mới đem Thích Tội cùng Thích Trần Sa hai người lôi kéo đến cùng một chỗ, đem môn này tà môn bí thuật, truyền cho hai người. Ngao Đằng vốn là cũng ở vào Nguyệt Hoa Đại Lục tu hành, thế nhưng là tại Diệp Trần chạy về Nguyệt Hoa Đại Lục phía trước, Ngao Đằng lại đột nhiên chọn rời đi Nguyệt Hoa Đại Lục, hơn nữa nói rõ tiến đến tìm Diệp Trần báo thù. Từ Thích Trần Sa trong trí nhớ lướt qua tới rất nhiều hình ảnh, nhưng Diệp Trần sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng. Có Thích Trần Sa những ký ức này hình ảnh, Diệp Trần nơi nào còn có thể đoán không ra, Ngao Đằng sở dĩ chọn đột nhiên rời đi Nguyệt Hoa Đại Lục, hơn phân nửa là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tu hành loại này huyết thần bí thuật, thực lực bản thân thậm chí đã đạt đến thần đạo cảnh giới. Thực lực bản thân tăng vọt, nhưng Ngao Đằng cũng biến thành có chút cuồng vọng, tự giác đã đủ để mái trèo Trần chém giết báo thù. Thứ hai, thì hơn phân nửa là bởi vì Ngao Đằng nghe nói Diệp Trần sắp tại Ám Hải khai sáng thế gia tin tức, lấy Ngao Đằng đối với Diệp Trần cừu hận, đương nhiên không muốn Diệp Trần nhẹ nhàng như vậy thuận lợi đem tòa này thế gia tạo dựng lên. Cho nên, lần này Diệp Trần sáng tạo thế gia, Ngao Đằng chắc chắn sẽ tiến đến chặn ngang một cước. Đoán được những thứ này, Diệp Trần trong lòng lập tức có chút lo lắng. Lấy Ngao Đằng thực lực hôm nay, ở vào thần tuyền hải vực Diệp Giao bọn người, e rằng tất cả đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là Ngao Đằng thật sự ở thời điểm này, đối với Diệp Giao bọn người xuất thủ, tình huống nhất định sẽ rất tồi tệ. Diệp Trần trong lòng cũng chỉ có thể chờ đợi, Diệp Giao bọn người mấy ngày nay vẫn ở vào bức họa thời gian bên trong tu hành, chỉ cần bọn hắn trốn ở thánh tộc bên trong di tích, Ngao Đằng liền không làm gì được bọn hắn. Hoặc bọn hắn cho dù rời đi thánh tộc di tích, chỉ cần có kiếm thần Diệp Cuồng làm bạn ở bên người, Ngao Đằng đồng dạng không làm gì được bọn hắn. Mượn nhờ những thứ này huyết thần bí thuật, Ngao Đằng tuy đã có thần đạo võ giả thực lực, thế nhưng là, thực lực của hắn cũng vẻn vẹn ở vào yếu nhất thần đạo võ giả cái này một cái cấp độ, liền Diệp Trần đều không thể đánh bại, chớ nói chi là thực lực cường đại kiếm thần Diệp Cuồng. Xem ra ta phải lập tức đuổi trở về, nhắc nhở đại gia cẩn thận. Đôi mắt chợt mở ra, Diệp Trần trong lòng làm ra quyết định. Mà nằm ở trước mặt hắn Thích Trần Sa, thân thể run một cái, cùng Thích Tội một dạng, cổ lam tinh lưu lại trong cơ thể hắn cấm chế bộc phát, trực tiếp xóa bỏ linh hồn của hắn. Quét mắt một mắt Thích Tội cùng Thích Trần Sa thi thể, Diệp Trần cánh tay vung lên, một cỗ hủy diệt pháp tắc chi lực thi triển ra đi, đem hai người thi thể trực tiếp hóa thành cho tàn tiêu thất. Hiên Viên tiền bối, ta bây giờ nhất thiết phải lập tức rời đi Nguyệt Hoa Đại Lục, Nguyệt Thần tộc tình huống bên này, liền bái nắm tiền bối nhiều trông nom. Mặt khác, nếu là Nguyệt Hoa Đại Lục lần nữa xảy ra chuyện gì khác thường mà nói, các ngươi nhất định không nên chống cự, hết thảy để bảo đảm ở tính mệnh làm đầu, hơn nữa, tốt nhất đừng bạo lộ quan hệ với ta. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc, đem Hiên Viên Tu dẹp đi một bên, cẩn thận dặn dò sau một lát, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở Minh Nguyệt trong điện. Sau một khắc, Diệp Trần xuất hiện ở Minh Nguyệt thành một chỗ. Hắn mặc dù gấp rời đi, thế nhưng là trước lúc rời đi, nhưng phải đem mọi chuyện an bài thỏa đáng,
Chánh Ngao Đằng một lần nữa đánh trở lại, hại Hiên Viên Tu cùng Ngô Trận Tử bọn người. Diệp Trần hiện tại xuất hiện chỗ này, chính là Ngô Trận Tử ở chỗ. Diệp Trần, nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Ngô Trận Tử trên mặt đã lộ ra mấy phần ý cười. Diệp Trần lại không lo được nói thêm cái gì, thân ảnh nhoáng một cái, mang theo Ngô Trận Tử rời đi Minh Nguyệt Thành nội. Xem như Diệp Trần sư tôn, nếu là Ngô Trận Tử thân phận bại lộ lời nói, e rằng ngay lập tức sẽ trở thành Ngao Đằng hàng đầu trả thù đối tượng. Cho nên, Diệp Trần mang theo Ngô Trận Tử rời đi Minh Nguyệt Thành, tiếp đó lựa chọn một chỗ cực địa phương không đáng chú ý, đem Ngô Trận Tử dàn xếp lại. Từ Diệp Trần trong miệng, Ngô Trận Tử đã từ lâu biết được lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên hết sức phối hợp, ẩn giấu đi thân phận của mình, ở nơi này một nơi, ẩn cư xuống dưới. Cứ như vậy, liền xem như Ngao Đằng thân là thần đạo võ giả, muốn tại Nguyệt Hoa Đại Lục tìm được Ngô Trận Tử tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần trong lòng chung quy là thở dài một hơi, lúc này mới đứng dậy rời đi Nguyệt Hoa Đại Lục, tiến nhập ám hải bên trong, chạy tới thần tuyển hải vực. Theo ám hải bên trong quen thuộc sát khí ăn mòn đến trên thân, Diệp Trần tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù hắn vẫn lo nghĩ thần tuyển trong hải vực đám người, thế nhưng là hắn nhưng cũng tin tưởng, lúc này lo lắng, căn bản không có một chút tác dụng nào, còn không bằng giữ vững tỉnh táo, suy tư đối phó Ngao Đằng phương pháp. Nghĩ tới những thứ này, liền Diệp Trần cũng không thể không may mắn, hắn vừa lúc ở lúc này chạy về Nguyệt Hoa Đại Lục, bằng không mà nói, e rằng Diệp Trần căn bản sẽ không biết được, âm thầm vậy mà lại có Ngao Đằng bọn người, tại âm mưu tính toán hắn. Lần này Nguyệt Hoa Đại Lục một nhóm, sư tôn mượn xác trùng sinh thành công, Tuyết Nhi sống lại sự tình, mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà nàng cũng tuyệt đối đã phục sinh không thể nghi ngờ, cho nên cũng coi như là một kiện việc vui. Diệp Trần ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, trên thân đột nhiên toát ra một cỗ kinh người đấu trí. Ngô Trận Tử cùng Mộ Dung Tuyết hai người, một mực là Diệp Trần đáy lòng lớn nhất ràng buộc, bây giờ, hai cái này ràng buộc cũng giải khai, trong lòng của hắn trải qua thời gian dài áp lực, lập tức tiêu tán hơn phân nửa, liền Diệp Trần mình cũng cảm thấy vô cùng dễ dàng. Sau đó, Diệp Trần rốt cuộc không cần lo nghĩ Ngô Trận Tử cùng Mộ Dung Tuyết an nguy, chỉ cần toàn lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đuổi tới Tiềm Long thế giới liền có thể. Dù cho Ngao Đằng tu hành Tiềm Long thế giới gian ác bí thuật lại như thế nào, ta tu hành kiếm điển, đồng dạng là Tiềm Long thế giới võ kỹ, mà lại là đường đường chính đạo võ kỹ, tuyệt đối sẽ không thua ở Ngao Đằng tu hành gian ác bí thuật. Một bên phi hành, Diệp Trần trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng to rõ thét dài. Theo một tiếng này thét dài, tâm thần đã chiếm được hoàn toàn buông lỏng Diệp Trần, đột nhiên cảm thấy, linh hồn của mình chỗ sâu, tựa hồ xảy ra một loại nào đó cực kỳ kỳ lạ biến hóa. Diệp Trần trong cơ thể khổng lồ linh hồn chi lực, tại thời khắc này đột nhiên so trước đó trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, cỗ này khổng lồ chí cực linh hồn chi lực, tại Diệp Trần thể nội không ngừng ngưng kết, cuối cùng ngưng kết thành một khỏa giống như kim đan vậy linh hồn kim đan. Linh hồn thành thần, Diệp Trần, ngươi vậy mà làm được điểm ấy, Niếp Chấn thanh âm, tại lúc này đột ngột vang lên. Bất quá, trong âm thanh của hắn lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Linh hồn thành thần, Diệp Trần đối với Niếp Chấn nói tới, hết sức tò mò. Bất quá, dưới mắt hắn căn bản không lo được cùng Niếp Chấn nhiều giao lưu cái gì, mà là đem tinh lực toàn bộ đặt ở linh hồn mình chỗ sâu loại biến cố này phía trên. Chỉ cần bước vào thánh đạo cảnh giới, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn bản chất, kỳ thực chính là sinh mạng lực một loại bên ngoài hiện ra, là một cái sinh mạng bản nguyên, cho nên linh hồn chi lực đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ có sinh mệnh lực cường đại, sinh linh sinh mệnh lực mới có thể cường đại. Đối với võ giả mà nói, linh hồn chi lực cường đại, mang ý nghĩa thể phách của hắn cường đại, tiến hành tu hành, tự nhiên càng thêm dễ dàng, tương lai cũng có thể đi càng xa. Nhưng mà linh hồn thành thần, Diệp Trần nhưng lại chưa bao giờ nghe qua thuyết pháp này, cho nên rất chuyên chú bắt đầu hỏi thăm Niếp Chấn. Niếp Chấn giải thích nói, Diệp Trần, tại Tiềm Long thế giới, võ giả thành thần mà nói, ngoại trừ muốn lĩnh ngộ đến một loại hoàn chỉnh pháp tắc chi bên ngoài, còn muốn đem chính mình nhục thân cùng với linh hồn, toàn bộ tăng lên tới trình độ nhất định, từ đó đạt đến nhục thân thành thần cùng linh hồn thành thần cảnh giới. Linh hồn thành thần, nhục thân thành thần lại thêm pháp tắc thành thần, cái này, được xưng là tam thần hợp nhất. Dạng này cường giả, mới xem như thần đạo võ giả chính giữa đỉnh phong nhân vật, toàn bộ Tiềm Long thế giới, nhân vật như vậy kỳ thực cũng không tính toán quá nhiều, đại đa số võ giả, có thể làm đến song thần hợp một, liền đã vô cùng không thể. Đương nhiên,
Tại chân linh thế giới, là không có nhiều như vậy ý kiến, chân linh thế giới thực sự quá yếu ớt, bởi vậy, chỉ cần tùy ý làm đến pháp tắc thành thần, liền đã xem như cường giả, căn bản không có tất yếu truy cầu tam thần hợp nhất. Tam thần hợp nhất, Diệp Trần đem cái này từ ngữ, một mực ghi tạc đáy lòng. Hiện tại hắn thật sâu cảm thấy, tầm mắt của mình cách cục, thực sự có chút quá chật hẹp một chút. Thực lực đến rồi hắn trình độ này, tầm mắt cách cục, liền lộ ra phi thường trọng yếu, giống như là đi một mình tại hoang dã, phía trước nếu là có lộ hoặc có một biển báo giao thông mà nói, mục tiêu sẽ rõ xác thực rất nhiều, nếu là không có lộ, rất có thể sẽ mê thất ở mảnh này trong hoang dã. Vậy ta tình huống vừa rồi, chính là linh hồn thành thần. Diệp Trần chú ý của lực, lần nữa chuyển tới trong cơ thể của mình. Tại óc chỗ sâu nhất, linh hồn chi lực của hắn, đã ngưng kết thành một khỏa linh hồn kim đan, một tia mịt mù linh hồn chi lực, từ nơi này khỏa linh hồn trên kim đan tản mát ra, so Diệp Trần trước đây linh hồn chi lực, cường đại ít nhất không chỉ gấp mấy lần. Diệp Trần, linh hồn thành thần sau đó, linh hồn của ngươi sẽ càng thêm cường đại, thúc giục pháp tắc chi lực, cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ, trừ cái đó ra, linh hồn thành thần sau đó, đối với ngươi lĩnh ngộ pháp tắc, còn có rất nhiều chỗ tốt, những thứ này, ngươi về sau sẽ từ từ cảm nhận được. Niếp Chấn đem linh hồn thành thần chỗ tốt, toàn bộ nói ra. Kỳ thực không cần Niếp Chấn nhiều lời, Diệp Trần cũng đã cảm nhận được linh hồn thành thần rất nhiều chỗ tốt. Thực lực của hắn bây giờ, ước chừng là gấp 10 pháp tắc chi lực trình độ. Nhưng mà bây giờ linh hồn thành thần, Diệp Trần cảm giác, nếu như chính mình lần nữa thi triển kiếm điển, tuyệt đối có thể đánh ra vượt qua gấp 12 lần pháp tắc chi lực công kích. Diệp Trần, không nghĩ tới, người ở đây chân linh thế giới, liền có thể làm đến linh hồn thành thần, hơn nữa còn là tại thánh đạo cảnh giới làm được, ta còn tưởng rằng, liền xem như lấy thiên phú của ngươi, cũng nhất thiết phải đạt đến thần đạo cảnh giới sau đó, đuổi nữa cầu tam thần hợp nhất cảnh giới. Niếp Chấn giọng của bên trong, mang theo khó che giấu hưng phấn. Rất rõ ràng, đối với Diệp Trần linh hồn thành thần sự tình, Niếp Chấn cũng là vô cùng hưng phấn. Tiền bối, thánh đạo cảnh giới tam thần hợp nhất, cùng đến rồi thần đạo cảnh giới sau đó, lại đạt đến tam thần hợp nhất, ở giữa chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt? Diệp Trần một mặt do dự, dò hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Niếp Chấn chậm rãi mở miệng nói, cái này rất giống hai người đồng thời tu luyện một môn võ học, một người dùng thời gian một năm, sẽ đem môn võ học tu hành tới đỉnh phong, mà khác một người, lại dùng ước chừng thời gian 10 năm, mới đem tu hành tới đỉnh phong, mặc dù, hai người cuối cùng đều đưa môn võ học này tu luyện thành công, thế nhưng là hai người này thiên phú, lại rõ ràng có khác biệt cực lớn. Thánh đạo cảnh giới làm đến tam thần hợp nhất, cùng thần đạo cảnh giới làm đến tam thần hợp nhất, thực lực cụ thể bên trên, khác biệt cũng không tính quá lớn, nhưng mà nếu là có thể tại thánh đạo cảnh giới làm đến tam thần hợp nhất, vậy ý nghĩa, người này tương lai có rất lớn có thể tiến thêm một bước, trở thành tiềm long thế giới một phương cự đầu. Thậm chí ta từng nghe qua một cái truyền ngôn, nghe nói, chỉ cần tại thánh đạo cảnh giới, làm đến tam thần hợp nhất, cái này người tương lai nhất định có thể đột phá thần đạo cảnh giới, đạt đến mạnh hơn cấp độ, còn nếu là thần đạo cảnh giới đạt đến tam thần hợp nhất mà nói, có thể hay không làm đến điểm ấy, vậy thì không nhất định, cho nên, tại tiềm long thế giới, số đông võ giả, đều ở đây kiệt lực truy cầu thánh đạo liền tam thần hợp nhất cảnh giới. Diệp Trần, dưới mắt ngươi đã làm được linh hồn thành thần, chỉ cần có thể tu thành thánh thể, liền có thể nhục thân thành thần, đến lúc đó, một khi ngươi thành thần, đó chính là thánh đạo tam thần hợp nhất. Ta sẽ tận lực thử một lần, Diệp Trần gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh người đấu trí. Dưới mắt hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, bây giờ càng là đạt đến linh hồn thành thần cảnh giới, khoảng cách Niếp Chấn nói tới tam thần hợp nhất, tựa hồ cũng không tính quá xa xôi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết, thật muốn làm đến tam thần hợp nhất, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cho nên loại chuyện này, cũng không thể quá quả thật, chỉ cần tận lực liền tốt. Đáng tiếc, ta không có cấp độ càng sâu thánh tộc truyền thừa, bằng không mà nói, bằng vào ta bây giờ linh hồn thành thần cảnh giới, tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Diệp Trần trầm ngâm phút chốc, trong lòng tiếc nuối thở dài một cái. Thánh tộc danh xưng hồn tộc, tại linh hồn phương diện, 10 phần am hiểu. Bất quá đáng tiếc là, Diệp Trần nhưng căn bản không có thánh tộc những thứ này hạch tâm truyền thừa. Hắn mặc dù là thánh tộc truyền thừa, thậm chí là thánh tộc đời kế tiếp quân vương, nhưng mà hắn cái này thánh tộc quân vương, hoàn toàn là dựa vào tự thân từng bước một đi đến hôm nay. Thánh tộc truyền thừa, ngoại trừ Diệp Trần trong cơ thể thượng cổ đồ đằng bên ngoài, phương diện khác, Diệp Trần cũng không có nắm giữ quá nhiều. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, Diệp Trần lập tức lần nữa khởi hành,
tiếp tục gấp rút lên đường. Trong lúc vô tình, vậy mà đã đến linh hồn thành thần cảnh giới, này đối Diệp Trần mà nói, tuyệt đối là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận tính ra, Diệp Trần có thể đạt đến linh hồn thành thần cảnh giới, cũng không phải là trùng hợp, mà là hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu. Linh hồn chi lực, mặc dù là võ giả sinh mệnh lực một loại bên ngoài hiện ra, nhưng mà linh hồn chi lực mạnh yếu, lại cùng võ giả nhân sinh kinh lịch, có cực lớn quan hệ. Diệp Trần con đường đi tới này, nhân sinh sáu đắng, hắn cơ hồ tất cả đều tự mình cảm thụ qua, loại kinh nghiệm này, nhường tâm cảnh của hắn, thập phần cường đại. Tâm cảnh cường đại, linh hồn chi lực cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lại thêm Diệp Trần tu hành hoàng thần tuyệt học vạn hóa hồn quyết, linh hồn chi lực, càng là đạt đến thánh đạo cực hạn. Chỉ là, bởi vì Diệp Trần trong lòng một mực đè nén đối với Mộ Dung Tuyết áy náy cùng tình cảm, cho nên linh hồn chi lực của hắn mới chậm chạp không cách nào đột phá. Bây giờ Mộ Dung Tuyết cùng Ngô Trần Tử tất cả đều phục sinh, Diệp Trần trong lòng lâu dài đè nén cảm tình, một buổi sáng có thể phóng thích, linh hồn chi lực của hắn đương nhiên sẽ có một cái bay vọt tính chất tăng trưởng. Cái này mới là hắn có thể đủ tại lúc này linh hồn thành thần chân chính nguyên nhân. Mộ Dung Tuyết cùng Ngô Trần Tử trùng sinh, Diệp Trần càng là đạt đến linh hồn thành thần cảnh giới, cái này khiến trên người hắn càng là nhiều hơn một cỗ hăm hở khí tức, thân ảnh của hắn giống như một cơn gió lớn, tại ám hải bên trong thổi qua, nhanh chóng hướng về thần tuyển hải vực phương hướng phóng đi. Dùng 5 ngày thời gian, Diệp Trần đã từ Nguyệt Hoa Đại Lục, chạy về thần tuyển hải vực. Mới vừa tới thần tuyển hải vực trong phạm vi, Diệp Trần lập tức ngửi được trong không khí tràn ngập vẻ này huyết tinh vị đạo. Cỗ này mùi máu tươi, thế mà cùng thích tội thích Trần Sa trên người hai người huyết tinh vị đạo, cơ hồ đồng xuất một triệt. Mùi máu tanh nồng nặc, trải rộng toàn bộ thần tuyển hải vực. Diệp Trần thần sắc, lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Cỗ này mùi máu tanh nồng nặc biểu thị, tu hành huyết thần bí thuật Ngao Đằng, có thể đã tới thần tuyển hải vực. Cái này, hiển nhiên là tình huống bết bát nhất. Diệp Trần thân ảnh, tại thần tuyển hải vực bầu trời lóe lên một cái, sau một khắc, hắn đã tới mới thành lập trang viên bầu trời. Diệp Trần một mực lo lắng huyết tinh tràng diện, cũng không có phát sinh. Tương phản, hôm nay trong trang viên, hết thảy vẫn lộ ra ngay ngắn rõ ràng, công tôn bằng vị này đã từng gia chủ, bây giờ đã tiếp quản bên trong trang viên hết thảy, giống như tòa trang viên này đại quản gia, đem bên trong trang viên hết thảy, an bài 10 phần thỏa đáng. Chẳng lẽ Ngao Đằng vẹn vẹn chỉ tới ở đây một chuyến, cũng không đối với bên trong trang viên người ra tay. Diệp Trần cau mày, quét mắt bốn phía mấy lần, lại phát hiện Ngao Đằng thân ảnh, lúc này mới khuôn mặt mê hoặc chậm rãi rơi xuống. Gia chủ, công tôn bằng mang theo mấy người, vội vã tiến lên đón. Hắn bây giờ đã thích ứng bây giờ thân phận mới, cho nên liền đối Diệp Trần xưng hô, cũng đã sửa đổi. Lúc này, Diệp Trần đương nhiên không lo được để ý tới cái này cái gọi là xưng hô, lôi kéo công tôn bằng đạo, ta rời đi trong khoảng thời gian này, có cái gì người đến qua ở đây? Đương nhiên là có, gia chủ, trong khoảng thời gian gần đây, trong trang viên tới không thiếu khách nhân. Tất cả đều là chuẩn bị tại gia chủ chính thức thành lập thế gia một ngày kia, vì gia chủ chúc mừng. Công tôn bằng thần sắc hưng phấn nói. Gần nhất những ngày này, công tôn bằng tiếp quản bên trong trang viên hết thảy, đến nước này, hắn mới xem như kiến thức chân linh thế giới, những thứ này cường giả đỉnh cao uy phong. Liền xem như Diệp Trần không ở trong trang viên, nhưng mà đến đây thần tuyển hải vực, bái phỏng Diệp Trần cường giả, vẫn một cái tiếp theo một cái. Hơn nữa, những thứ này đến đây bái phỏng người, cơ hồ không có một cái là kẻ yếu, ngưng lúc cảnh trở xuống võ giả, thậm chí ngay cả tiến vào trang viên tư cách cũng không có. Công tôn bằng trước đó mặc dù là công tôn thế gia gia chủ, nhưng khi sơ hắn đụng tới một tôn thánh đạo vũ giả, còn cần cung cung kính kính. Mà bây giờ, thân phận của hắn mặc dù giảm xuống trở thành tòa trang viên này quản gia, thế nhưng là những cái kia thánh đạo cường giả, cho dù là ngưng lúc cảnh võ giả, thấy hắn cũng muốn khách khí mấy phần. Không chỉ có là công tôn bằng, trong trang viên khác công tôn thế gia tộc nhân, cũng đã tin tưởng cảm thấy bọn hắn thân phận địa vị biến hóa. Trước kia, bọn hắn ỷ vào thân là công tôn thế gia tộc nhân thân phận, cũng chỉ có thể đang bay yến thành phạm vi bên trong diễu võ dương oai, nhưng là bây giờ, chỉ cần bọn hắn nói ra bọn hắn chính là chỗ này tòa Diệp thị trang viên một thành viên, những người khác đối mặt bọn hắn, đều phải khách khí mấy phần. Cái này khiến bọn hắn tin tưởng ý thức được, lần này bọn hắn xem như chân chính dựa vào một đầu đủ để giúp bọn hắn che gió che mưa thuyền lớn. Vốn là công tôn thế gia còn có không ít tộc nhân, một mực tại phản đối công tôn bằng dẫn dắt bọn hắn,
gia nhập vào Diệp Trần sáng tạo thế gia, cho rằng dạng này là tự hạ thân phận. Nhưng là bây giờ, loại này giọng điệu đã hoàn toàn biến mất. Gia chủ, đến đây bái phòng khách nhân danh sách, ta đã toàn bộ ghi xuống, gia chủ nếu là muốn xem, ta lập tức vì ngươi mang tới. Công Tôn Bằng thần thái cung kính, đạo, mặt khác, trong trang viên bây giờ đã ở chừng mấy vị khách nhân, những khách nhân này, cũng là thần đạo vũ giả, thân phận đặc thù, một mực là kiếm thần tiền bối đang giúp đỡ gọi. Lại có khác thần đạo vũ giả ở vào trang viên, khó trách nào đằng không có ra tay. Diệp Trần có chút bất ngờ lẩm bẩm một tiếng. Dưới mắt cách hắn sáng tạo thế gia thời gian, đã không còn mấy thiên, cho nên có thần đạo vũ giả sớm chạy đến chúc mừng, cũng thuộc về chuyện bình thường. Có thần đạo vũ giả đóng giữ trang viên, nào đằng e là cho dù là đuổi tới thần tuyển hải vực, cũng không dám tùy ý ra tay. Gia chủ, ngươi là có hay không muốn đi chiêu đãi một chút những cái kia các tiền bối? Công Tôn Bằng ở một bên dò hỏi. Những thứ này thần đạo vũ giả không xa vạn dặm mà đến, chính là vì chúc mừng Diệp Trần khai sáng thế gia, cho nên về tình về lý, Diệp Trần đều phải tự mình đứng ra, chiêu đãi những khách nhân này. Nhưng mà Diệp Trần lại rõ ràng cũng không ý này, cao mày trầm ngâm phút chốc, đạo ta có chuyện gì khác, rời đi trước một chuyến, chuyện nơi đây, trước hết để cho kiếm thần tiền bối, hỗ trợ trông nom một hai. Sau khi nói xong, Diệp Trần không lo được giải thích nhiều, thân ảnh phóng lên trời, lần nữa rời đi thần tuyển hải vực. Linh hồn chi lực của hắn, không ngừng cảm ứng đến bốn phía mùi huyết tinh, hướng về mùi huyết tinh biến mất phương hướng, đuổi tới. Diệp Trần sở dĩ vội vã rời đi, chính là muốn mượn cỗ này chưa từng biến mất mùi máu tươi, đem âm thầm ẩn núp nao đằng tìm ra, giải quyết triệt để cái này hậu hoạn. Chỉ là, làm Diệp Trần đi ra thần tuyển hải vực phạm vi thời điểm, vẻ này mùi máu tươi lập tức trở nên mờ nhạt, cuối cùng thậm chí hoàn toàn tiêu thất. Ám hải bên trong hoàn cảnh ác liệt, trong nước biển tràn ngập sát khí, sớm đã đem cỗ này mùi máu tươi hóa giải, không giống như là thần tuyển hải vực, có nguyên trận che chở, cho nên mới có thể đem vẻ này mùi máu tươi, giữ vững xuống. Diệp Trần tại phụ cận hải vực tìm tòi rất lâu, cuối cùng, mượn nhờ linh hồn mình thành thần cường đại linh hồn chi lực, cái này mới miễn cưỡng truy tung đến rồi một tia mùi máu tươi vết tích. Dọc theo cái này tia dấu vết, Diệp Trần tiếp tục truy tung đi qua. Mà đạo huyết tanh vết tích, khi có khi không, Diệp Trần hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian, chung quy là không có đem mất dấu. Dọc theo cái này tia huyết tinh vị đạo, Diệp Trần liên tục truy lùng 8 ngày thời gian, cuối cùng đi tới mặt khác một vùng biển. Vùng biển này, khắp nơi đều là màu máu đỏ san hô, nhưng toàn bộ hải vực lộ ra cực kỳ đặc biệt, mà phiến hải vực tên, liền kêu là huyết san hô hải vực. Tiến vào huyết san hô hải vực, Diệp Trần lập tức cẩn thận một chút rất nhiều, bởi vì ở mảnh này huyết san hô hải vực, đồng dạng có một tòa ám hải thế gia hồ ra. Ngao đằng khí tức, vậy mà đi tới huyết san hô hải vực, cái này khiến Diệp Trần trong lòng 10 phần kinh ngạc. Cất giấu khí tức của mình, Diệp Trần tiếp tục truy tung đi qua. Cuối cùng, Diệp Trần tại hồ ra ngoại vi, dừng bước. Nếu là hắn lại tiếp tục xâm nhập, chẳng khác nào là tự tiện xông vào hồ ra, tất nhiên sẽ đưa tới hồ ra cao thủ công kích. Nhưng mà ngao đằng khí tức, lại rõ ràng tiến nhập hồ ra nội bộ. Ngao đằng tới nơi đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối phó hồ ra, hay là nói, hắn dứt khoát đã cùng hồ ra có chỗ cấu kết? Diệp Trần ngắm nhìn phía trước hồ ra, thầm nghĩ trong lòng. Ngao đằng sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy cổ quái. Bất quá chủ yếu nhất, hay là hắn tới nơi đây mục đích, ngao đằng bây giờ tu hành huyết thần bí thuật, loại bí thuật này là mượn nhờ võ giả tinh huyết đến để thăng thực lực bản thân, hơn nữa cung cấp tinh huyết võ giả, thực lực càng mạnh, đối với huyết thần bí thuật người tu hành, chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vậy, trên lý luận giảng, bất luận cái gì võ giả, cũng có thể trở thành ngao đằng mục tiêu công kích. Cho nên ngao đằng xuất hiện ở hồ gia, tuyệt không hiếm lạ. Rất có thể, hắn đang tại săn bắt hồ gia võ giả, tăng cường chính mình thực lực. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới tại Diệp Trần trong đầu bốc lên, lập tức bị hắn phủ nhận. Nếu là ngao đằng thật sự săn giết hồ gia võ giả lời nói, cái kia hồ gia bây giờ hẳn là hỗn loạn tưng bừng mới đúng, thế nhưng là Diệp Trần rõ ràng cảm ứng được, hồ gia bên trong vẫn an toàn bình ổn, cũng không có chút hỗn loạn phát sinh dấu hiệu. Nếu là có thể biết hồ gia nội bộ tình huống, vậy thì không còn gì tốt hơn. Diệp Trần đứng tại trên mặt biển, ở trong lòng yên lặng tính toán phút chốc, thân ảnh đột ngột bắt đầu trầm xuống, tiến nhập phía dưới trong nước biển. Hiu, một hơi lặn xuống ước chừng mấy chục trượng sâu, Diệp Trần lựa chọn phụ cận một khối huyết san hô, khoanh chân ngồi xuống, tiếp đó tập trung tinh thần,
đem chính mình lực lượng linh hồn, thả ra ngoài. Bây giờ linh hồn hắn thành thần, linh hồn chi lực cường đại, thậm chí vượt qua rất nhiều thần đạo vũ giả, cho nên bây giờ, vừa vặn có thể mượn nhờ lực lượng linh hồn, cảm giác được Hồ gia nội bộ phát sinh tình huống. Hết tập 138.